Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 1796, mở lỗ hổng 2. Cung Kỳ Vĩ Minh Bạch chuyện này tỉnh lý đã quyết định rồi, nói cách khác chuyện đã trở thành kết cục đã định, hắn cười nói, "Bộ trưởng Tiêu, có phải nhanh hay không? Công tác hiện tại mà tôi phải làm quá nhiều, không thể cứ vậy là đi được." Tiêu Nãi Vượng nói, "Không phải cho anh một tuần để xử lý sự vụ ư? Thời gian như vậy là đủ rồi, tôi nói với anh như bảo anh tới Bắc Cảng đảm nhiệm chức phó bí thư thị ủy là quyết định của hai người bí thư Tống và tỉnh trưởng Chu, đối với anh mà nói thì là một cơ hội hiếm có đấy. Cung kỳ vĩ nói, bí thư Lý biết chưa? Tiêu nãi vượng nói, giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ta. Cung kỳ vĩ trò chuyện với tiêu nãi vượng xong thì trực tiếp tới văn phòng của bí thư thị ủy Lý Trường Vũ. Trong lúc này, tiêu nãi vượng đã thông chi chuyện này với Lý Trường Vũ, thượng cấp điều động hạ cấp căn bản không cần trưng cầu ý kiến của Lý Trường Vũ chuyện này cũng không phải là tiêu nãi vượng quyết định, quyết định của Tống Hoài Minh ở trong tỉnh Bình Hải có quyền uy tuyệt đối. Lý Trường Vũ nhận được cú điện thoại này thì trong lòng cực kỳ không tình nguyện, nhưng y cũng hiểu rõ chuyện này mình không thay đổi được, nói gì với tiêu nãi vượng cũng vô dụng, buông điện thoại, y đang cân nhắc có phải nên trực tiếp tìm Tống Hoài Minh thương lượng một chút hay không, xem bí thư Tống có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra không, dù sao cung kỳ vĩ đối với y mà nói cũng là một cánh tay không thể thiếu được. Nhìn thấy Cung Kỳ Vĩ tới trước mặt mình, Lý Trường Vũ thở dài nói: "Kỳ Vĩ, chuyện này sao đột nhiên như vậy?" Cung Kỳ Vĩ nói: "Bí thư Lý, tôi cũng nhận được điện thoại của Bộ trưởng Tiêu thì mới biết." Lý Trường Vũ không khỏi oán giận: "Bí thư Tống tốt xấu gì ngươi phải nói trước với tôi một tiếng chứ, trực tiếp hạ mệnh lệnh, ngay cả cơ hội hồi toàn cũng không cho tôi." Cung Kỳ Vĩ nói: "Xây dựng cảng nước sâu đang ở vào thời điểm mấu chốt, tôi cũng không muốn đi, nhưng lệnh trên khó trái." Lý Trường Vũ mấp máy môi, y nói khẽ, phó bí thư thị ủy Bắc Cảng tưởng Hồng Cương bị bị song quy, vốn tôi còn tưởng rằng hắn và Cung Hoàn Sơn một trong hai người sẽ có hy vọng tiếp nhận vị trí của hạng thành. Thật sự là kế hoạch không bằng biến hóa, người làm quan chúng ta, mạo hiểm cũng càng lúc càng lớn. Audio điện tử võ tấn bền Cung kỳ vĩ nói, mạo hiểu là tự mình tìm tới thôi, nghe nói tưởng Hồng Cương bị tình nghi dính líu đến tham ô nhận hối lộ, Lý Trường Vũ nói, tôi vừa rồi sau khi nhận được điện thoại của Bộ trưởng Tiêu, suy nghĩ đầu tiên chính là muốn tìm Bí Thư Tống nói chuyện, hy vọng anh ta có thể để anh ở lại, nhưng sau khi tôi cân nhắc kỹ lại thì lần này chỉ sợ không giữ được anh rồi. Cung Kỳ Vĩ cười khổ nói, chuyện Bí Thư Tống đã định ra thì chỉ sợ không thay đổi được. Lý Trường Vũ nói, tôi không muốn để anh đi, anh đi rồi nam tích chúng ta sẽ thiếu đi một thị trường tốt, tôi thiếu đi một bang thủ tốt, nhưng nếu tôi không để anh đi thì sẽ làm ảnh hưởng tới tiền đồ của anh. Cung kỳ vĩ nói, tôi chỉ quan tâm tới công việc, không phải là làm chức vị. Lý Trường Vũ nói, tôi biết, cũng hiểu rõ tình cảm của anh đối với Nam Tích, nhưng lần này đối với anh là có lợi, bí thư tống nếu tự mình điểm tướng anh, chứng tỏ đã có quyết định để anh làm bí thư thị ủy Bắc Cảng. Cung kỳ vĩ cười nói, tôi cũng không ngờ. Lý Trường Vũ nói, anh có ngờ hay không thì đây cũng là sự thực, bí thư thị ủy Bắc Cảng Hạng Thành còn có một năm nữa là về hưu rồi, trước khi tưởng Hồng Cương bị xong quy thì hắn cũng là một trong những người được đề cử làm bí thư thị ủy. Cung Kỳ Vĩ nói, còn có Cung Hoàn Sơn nữa, tôi cho dù tới Bắc Cảng thì cũng chỉ là chăm chỉ làm việc, tôi không muốn làm bí thư thị ủy gì cả. Lý Trường Vũ nói, bàn cờ Bắc Cảng đó chỉ sợ là khó đánh đấy. Cung Kỳ Vĩ nói, tôi nghe nói Hạng Thành rất chuyên quyền, hơn nữa hắn còn có chút bối cảnh. Lý Trường Vũ nói, bối cảnh của hắn chính là Tiết lão, nghe nói vào 10 năm động loạn hắn đã cứu Tiết lão một mạng cho nên Tiết lão luôn đối đãi với hắn như ân nhân cứu mạng, hắn có thể đi tới nước này cũng có quan hệ trực tiếp tới sự chiếu cố của Tiết lão. Anh có nghe nói không, lúc trước khi tỉnh trưởng Chu tới Tân Hải thị sát, hắn xếp hàng hoan nghênh, tỉnh trưởng Chu ngay cả tới Bắc Cảng cũng không thèm, trực tiếp tới Tân Hải, khiến cho đám người hạng thành ngây ra đó, rất là khó coi. Không kỳ vĩ nói tỉnh trường Chu và hắn có phải từng có hiểu lầm gì hay không? Lý Trường Vũ cười nói, hiểu lầm ư. Tôi thấy chắc không phải, khả năng lớn nhất chính là vấn đề giữa Tiết Gia và Chu Gia. Hiện tại Chu Gia đang phát triển không ngừng trên chính đàn, mà Tiết Gia lại là mặt trời sắp lặn. Sau khi Tiết Lão về hưu, sức ảnh hưởng của ông ta tất nhiên sẽ không bằng trước. Hạng thành cũng bị một số ảnh hưởng. Tôi thấy lãnh đạo đương nhiệm chưa chắc đã chiếu cố mặt mũi Tiết Lão. Cung kỳ vĩ nói, việc này không liên can tới tôi, tôi tới Bắc Cảng cứ làm tốt công tác bản chức của mình là được rồi. Lý Trường Vũ nói, kỳ vĩ, tôi thấy anh lần này tới Bắc Cảng thượng nhiệm, chắc là phải gánh trách nhiệm nặng nề. Cung kỳ vĩ khiêm tốn thỉnh giáo, bí thư Lý, xin mời anh chỉ điểm. Lý Trường Vũ nói, tôi hiện tại mới phát hiện, tỉnh Lý đã muốn động tới từ lâu rồi. Từ phái Trương Dương tới Tân Hải đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy Tân Hải có thể cũng đã bắt đầu bố cục, Thằng Ôn Trương Dương này nổi tiếng là quỷ kiến sầu, hắn tới Tân Hải, đảm đương nhân vật tiên phong mở đường, thằng Ôn này gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, trong khoảng thời gian này đã mạnh mẽ mở ra một mạng thiên địa thuộc về hắn ở Tân Hải, Hạng Thành tuy rằng căn cơ thâm hậu, trong đối mặt với thằng Ôn này thì hắn cũng đành bất lực. Chỉ có thể chấp nhận, hiện tại đại quyền của Tân Hải đã bị Trương Dương nắm giữ, nói cách khác quyền lực của Hạng Thành ở Bắc Cảng trong vô hình đã bị Trương Dương rát mỏng rồi. Hiện tại Tưởng Hồng Cương gặp chuyện không may Tình lý phái anh tới là vì biết anh và Hạng Thành không thể đứng trên cùng một trận tuyến, anh ở Bắc Cảng cũng không có bất kỳ níu kéo về lợi ích gì, nếu nói tới quan hệ thì đó chính là Trương Dương, thằng ôn Trương Dương này không ngừng có mâu thuẫn với Hạng Thành, bọn họ khẳng định không phải là cùng một trận doanh. Cung Kỳ Vĩ nói: "Bí thư Lý, anh nghe phân tích như vậy, Tình lý phái tôi tới Bắc Cảng là để tranh quyền đoạt lợi với Hạng Thành rồi." Lý Trường Vũ bật cười, "Hạng Thành sớm muộn gì cũng phải giao ra quyền lực." muốn nói tới tranh quyền đoạt lợi thì phải là giữa anh và Cung Hoàn Sơn. Phái anh tới Bắc Cảng chỉ sợ người trong lòng khó chịu nhất phải kể tới Cung Hoàn Sơn. Hắn vẫn luôn chờ nhận chức của hạng thành, trước đây có tưởng Hồng Cương tranh với hắn, hiện tại tưởng Hồng Cương đã xảy ra chuyện, tỉnh lý phái anh tới, tôi thấy bí thư tống hẳn là đã ngầm đồng ý để anh trở thành người nối nghiệp của hạng thành rồi. Cung kỳ vĩ thật ra cũng nghĩ tới điểm này, nhưng đúng như lời của Lý Trường Vũ, Bắc Cảng là một bàn cờ không dễ chơi. Hắn lại không thích đấu tranh quyền lực, nhưng hắn tới Bắc Cảng khẳng định sẽ xúc phạm đến lợi ích của một bộ phận người, những người này tất nhiên sẽ coi hắn là kẻ địch. Có thể đoán được sĩ đồ ở Bắc Cảng tất nhiên là khó khăn trùng trùng, mà Tống Hoài Minh phái hắn tới, hiển nhiên là ký thác rất nhiều hy vọng, hy vọng thông qua lần điều động nhân viên này triệt để thay đổi Bắc Cảng. Bắc Cảng không ngừng đổ mưa, đối với hạng thành mà nói đây là một mùa mưa dài, tổ công tác của ủy ban kỷ luật tỉnh tới Bắc Cảng đã được 3 ngày. Hạng Thành cho rằng cần phải gặp Lưu Diễm Hồng một lần, y chủ động liên lạc với Lưu Diễm Hồng, nhưng Lưu Diễm Hồng lại lấy lý do công tác bận rộn để cự tuyệt y. Lưu Diễm Hồng lần này đến Bắc Cảng trừ xong quy tưởng Hồng Cương ra thì không hề thấy cô ta có động tác gì lớn, Hạng Thành thật sự không biết Lưu Diễm Hồng đang bận làm gì. Thái độ của Lưu Diễm Hồng không khỏi khiến Hạng Thành nhớ tới Chu Hưng Dân, mình ở trong mắt đám lãnh đạo tỉnh hiển nhiên là không được chấp nhận, ở trong mắt họ, Hạng Thành gần đây thường xuyên bị xem thường hạng thành đã dự cảm được tỉnh lý sẽ có động tác với bắc cảng tưởng hồng cương bị song quy vị trí phó bí thư thị ủy hiển nhiên bị chống tỉnh lý sẽ phái tới một phó bí thư thị ủy mới mà y cơ hồ có thể kết luận phó bí thư thị ủy tân nhiệm này chính là người nối nghiệp mà tỉnh lý tuyển định là người nối nghiệp mình nghĩ đến chuyện này tâm tình của hạng thành cực kỳ buồn bực thân là bí thư thị ủy bắc cảng hắn trong vấn đề chọn người nối nghiệp mình lại không có bất kỳ quyền lên tiếng gì hạng thành càng lúc càng cảm thấy mình già rồi có một số việc không thể vãn hồi. Ý đồ muốn đưa cung hoàn sơn lên, để kéo dài quyền lực và sức ảnh hưởng của mình xem ra đã trở thành bọt nước. Hạng thành cảm thấy có chút hối hận, nếu không phải y và cung hoàn sơn xuống tay với tưởng Hồng Cương quá mau, có lẽ tưởng Hồng Cương sẽ không gặp chuyện không may. Sự thật chứng minh, tưởng Hồng Cương không đủ chỗ dựa, đánh bại tưởng Hồng Cương khiến tưởng Hồng Cương để lộ ra quá nhiều dấu vết, làm cho tưởng Hồng Cương gặp phải vận mệnh bị song quy. Nhưng tưởng Hồng Cương ngã rồi, Vị trí trống này chỉ sợ sẽ do một nhân vật càng khó chơi hơn nắm lấy, bất kể là y hay là Tưởng Hồng Cương đều không phải là kẻ chiến thắng. Tình lý có lẽ đã sớm chủ hoạch rồi, bọn họ đang chờ đợi cơ hội như vậy. Thông qua cơ hội này để mở ra một lỗ hổng của Bắc Cảng Hồng chui vào. Cuối cùng hoàn thành cải tạo toàn diện ban quản lý Bắc Cảng. Chương 1797, mở lỗ hổng 3. Lưu Diễm Hồng thật ra không bận Cô ta lần này tới Bắc Cảng trừ xong quy tưởng Hồng Cương ra thì dành thời gian để du lịch, ngày hạng thành gọi điện thoại tới, Lưu Diễm Hồng đã tới Tân Hải, tới thị ủy Tân Hải gáo bí thư thị ủy Trương Dương. Trương đại quan nhân thật ra hai ngày nay cũng rất muốn gặp mặt Lưu Diễm Hồng, hắn rất hiếu kỳ, chuyện tưởng Hồng Cương bị xong quy thật sự là quá đột nhiên, Trương đại quan nhân muốn từ chỗ của Lưu Diễm Hồng tìm hiểu một số tình huống. Lưu Diễm Hồng chủ động đăng môn khiến Trương đại quan nhân mừng rỡ. Hắn đứng dậy đón chào, "Thính trưởng Lưu, ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy?" Lưu Diễm Hồng nói, "Không chào đón tôi à?" Trương Dương nói, "Hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, từ lúc tôi biết ngài tới Bắc Cảng, tôi đã rất muốn gặp mặt ngài, nhưng tôi nghe nói lần này chị đến có nhiệm vụ, nên không dám làm ảnh hưởng tới công tác của chị. Hơn nữa, chị từ xa đặc biệt đến song Quy tưởng Hồng Cương, vào những lúc như thế này, tôi tránh chị càng xa thì càng tốt." Lưu Diễm Hồng nói, có ý gì hả? Tôi nghe sao mình giống ôn thần thế, nói móc tôi hả? Có tin tôi xong quy cậu không? Trương Đại quan nhân cười nói, đừng mà, cho dù thật sự muốn xong quy tôi thì cán bộ cấp ban huyện như tôi ủy ban kỷ luật thành phố cũng đủ để ứng phó rồi, sao có thể để chị dùng dao mổ châu chứ? Lưu Diễm Hồng nói, tôi sao nghe thấy vẫn là cậu đang nói móc tôi nhỉ? Trương Dương, thằng nhóc cậu đối với tôi có phải có ý kiến gì hay không? lưu diễm hồng ngồi xuống chỗ của trương dương trương đại quan nhân lại cảm thấy không được tự nhiên chị chị không thể đối xử bình đẳng với tôi một chút à chúng ta ra ghế ngồi được không chị ngồi như vậy tôi cảm thấy văn phòng này hình như thành của chị cái đó sao tôi cứ không thấy tự nhiên nhỉ lưu diễm hồng cười nói thằng ôn cậu đúng là lắm chuyện thành thành thật thật ngồi xuống cho tôi trương dương ngồi xuống sofa chị thế này gọi là đuổi khách thành chủ đấy bí thư lưu Chị hôm nay tới tìm tôi là vì quan hệ cá nhân hay là vì chuyện công? Lưu Diễm Hồng nói, quan hệ cá nhân, cậu đừng sợ, tôi không tìm cậu gây phiền toái đâu. Trương Đại Quan Nhân nhếch môi cười, chỉ bằng vào biểu hiện gần đây của tôi, chỉ có muốn tìm tôi gây phiền toái cũng không được. Tự tin quá nhỉ, Trương Dương, tôi nghe nói cậu và Tưởng Hồng Cương đi lại rất gần. Trương Đại Quan Nhân thở dài, chị, chúng ta có thể không nói chuyện công việc không? lưu diễm hồng nói cậu đã gọi tôi là chị tôi quan tâm tới quan hệ xã hội của cậu thì không được sao cậu đừng nghĩ nhiều tôi không phải cố ý lừa cậu đâu trương dương nói không phải tôi đi lại thân thiết với tưởng hồng cương mà là hắn trèo kéo tôi lưu diễm hồng nói hắn trèo kéo cậu có phải là muốn thông qua cậu giật dây bắc cầu hồng làm tốt quan hệ với bí thư tống hay không trương đại quan nhân nói chị chị hiểu hết rồi thì đừng có hỏi nữa quan hệ của tôi và tưởng hồng cương nhìn thì có vẻ tốt thật nhưng tuyệt đối không cấu kết làm việc xấu với hắn, đương nhiên, tôi cũng không thể làm chuyện bỏ đá xuống giếng, hiện tại người ta đã bị song quy rồi, chị làm việc công thì cứ làm, nhưng đừng hòng moi được tin tức gì từ chỗ tôi, tôi cũng không có gì để phản ánh với chị cả." Lưu Diễm Hồng nói, lòng phòng bị nặng quá nhỉ, cậu biết nguyên nhân tưởng Hồng Cương bị song quy là gì không? Trương đại quan nhân tuy rằng tò mò nhưng ngoài miệng thì lại nói, quan viên bị song quy không ngoài vấn đề kinh tế, vấn đề tác phong thật ra bất kỳ nguyên nhân gì cũng đều không liên quan tới tôi. Lưu Diễm Hồng nói, hắn có không ít tài sản không rõ ràng. Trương Dương nói, thì đó là vấn đề kinh tế, tra ra được bao nhiêu vấn đề. Lưu Diễm Hồng nói, đồng chí của chúng tôi đã dựa theo quy định tương quan để tiến hành điều tra nhà của hắn. Ở trong nhà hắn không phát hiện được chỗ nào khác thường, nhưng hắn có chuyện không giải thích được. Con gái hắn ở nước Pháp học nghệ thuật, Học phí hàng năm cũng phải tới 5 vạn bảng Anh, chỉ bằng vào tiền lương của hai vợ chồng bọn họ thì không đủ sức. Trương Dương nói, người ta có thể đi mượn mà, cũng chưa chắc đã là tham ô. Trương đại quan nhân quả nhiên không phải là người bỏ đá xuống giếng. Lưu Diễm Hồng nói, hắn cũng nói như vậy, hắn nói học phí của con gái con gái đều là mượn của Đinh Cao Sơn, nhưng huynh đệ Đinh Cao Sơn và Đinh Cao Thăng đã chết rồi, hiện tại không ai cung cấp chứng cứ cho hắn, không thể chứng minh hắn vay tiền của Đinh Cao Sơn hay là Đinh Cao Sơn hối lộ hắn? Trương Dương nói, chết vô đối chứng. Lưu Diễm Hồng nói, tưởng Hồng Cương một mực chắc chắn mình lúc trước đã viết giấy vay nợ, nhưng chúng tôi đã hỏi qua phía Đinh ra rồi, bọn họ căn bản là không biết giấy vay nợ gì cả. Trương Dương nói, chị, chuyện này tôi thấy có chút kỳ quái, tưởng Hồng Cương và Đinh Cao Sơn là lão bạn học, cho dù Đinh Cao Sơn cho hắn vay tiền thì cũng không có gì là đáng ngạc nhiên, nếu tưởng Hồng Cương thực sự viết giấy vay nợ thì như vậy các chị chẳng phải là đổ oan cho hắn rồi ư. Lưu Diễm Hồng nói, quan viên quan viên nếu buông lỏng cảnh giác trong phương diện tiền tài thì tuyệt đối không phải là quan viên xứng chức. Trương Dương nói, tưởng Hồng Cương lần này có phải sẽ vào tù không? Lưu Diễm Hồng nói, bất kể kết quả điều tra như thế nào thì sĩ đồ của tưởng Hồng Cương ở Bắc Cảng cũng đã hết. Trương Dương nói, thế chẳng phải là vị trí phó bí thư thị ủy để chống ư hai mắt của thằng cha này đột nhiên sáng ngời. Lưu Diễm Hồng từ trong ánh mắt của hắn hiểu được gì đó, bất giác cảm thấy hứng thú ý cười, Trương Dương, cậu không phải là cảm thấy hứng thú với vị trí mà tưởng Hồng Cương để lại chứ. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi vẫn còn có chút tự hiểu lấy mình, tôi căn bản không có hy vọng. Hơn nữa, hứng thú của tôi đối với quan trường càng lúc càng mờ nhạt, nhìn thấy càng nhiều thì lại càng cảm thấy không có ý nghĩa, tranh đi đấu lại có gì vui có thời gian và tinh lực thì không bằng làm chút chính sự đi. Lưu Diễm Hồng nói, giác ngộ thực sự được đề cao, tôi để lộ cho cậu một tin tức nhé, biết tỉnh Lý phái ai tới tiếp nhận vị trí của tưởng Hồng Cương không? Không biết vì sao người đầu tiên mà Trương Đại Quan Nhân nghĩ tới là Tần Thanh, nhưng hắn lập tức phủ định khả năng này, lúc trước hắn được điều đến Bắc Cảng từ Đông Giang, nguyên nhân là để tránh thi hiềm, tỉnh Lý không muốn lời đồn hắn và Tần Thanh lòng thòng với nhau lại nổ ra. Lưu Diễm Hồng nói: Phó thị trưởng thường vụ thành phố Nam Tích cung kỳ vĩ. Trương Đại Quan Nhân nghe thấy tên của cung kỳ vĩ thì không khỏi bật cười. Thị trưởng cung thật tốt quá, hắn là thượng cấp cũ của tôi đấy. Lưu Diễm Hồng nói: Lần này là bí thư Tống tự mình chỉ định chọn người. Trương Dương nói: Thị trưởng cung tới đây vào lúc này thì có chút ý tứ nhận lệnh lúc nguy nan rồi. Bí thư Tống có phải cố ý để hắn tiếp nhiệm của hạng thành hay không? Lưu Diễm Hồng nói: Trương Dương thật ra tỉnh Lý rất bất mãn về sự phát triển của Bắc Cảng trong những năm này. Lần này Bí Thư Tống và tỉnh trưởng Chu nhất trí với nhau, bọn họ xem ra đã hạ quyết tâm phải thay đổi bộ dạng của Bắc Cảng. Trương Dương nói, tôi là ở Tân Hải, chuyện của Bắc Cảng quá lớn, không tới lượt tôi quản. Lưu Diễm Hồng nói, cái chết của huynh đệ Đinh Gia tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, hiện tại điều duy nhất được khẳng định là bọn họ chết vì mưu sát. Trương Dương, cậu có nhớ những lời lúc trước tôi đã nói với cậu hay không, ở Bắc Cảng tồn tại một mạng lưới buôn lậu cực lớn, huynh đệ đinh ra rất có thể cũng làm sinh ý buôn lậu. Trương Dương nói, chuyện này chỉ nên giao cho cục sát cảnh đi điều tra. Lưu Diễm Hồng nói, thật ra chuyện ở Bắc Cảng tồn tại tập đoàn buôn lậu sớm đã có người tố cáo rồi, tỉnh Lý cũng đặc biệt phái ra tổ công tác tiến hành điều tra, nhưng vẫn không tra được bất kỳ chứng cứ hữu lực nào. Bắc Cảng có một tấm lưới bảo hộ vô hình, đã che đậy hết tất cả tội ác. Trương Dương, tôi nhờ cậu hỗ trợ tôi, tận lực tra ra chân tướng của chuyện này, phải biết rằng án kiện buôn lậu thường thường có quan hệ cực lớn tới sự hủ hóa và sự bao che dung túng của quan viên, chỉ cần chúng ta có thể tìm được sơ hở trong đó, như vậy những tội ác này mới bị lộ ra ngoài ánh sáng. Trương Dương nói, ngày lần này tới đây là làm công tác tư tưởng cho tôi à? Lưu Diễm Hồng nói, Trương Dương, cậu chẳng lẽ không minh bạch dụng ý chân chính mà tỉnh lý phái cậu đến Tân Hải ư? Bọn họ là muốn để cậu phong quan trước, khai thác ra cục diện mới ở Bắc Cảng, sự thật chứng minh cậu cũng không phụ sự hy vọng của họ, trong thời gian ngắn như vậy đã đoạt được quyền khống chế của Tân Hải từ trong tay hạng thành. Trương Dương cười nói, Tân Hải vốn là của tôi, tôi là bí thư thị ủy Tân Hải, hắn là bí thư thị ủy Bắc Cảng, tôi cần phải đoạt ư. Trương 1798, tăng thêm ấn tượng một. Lưu Diễm Hồng nói, tự phụ quá nhỉ. Cái này gọi là tự tin. Thính trưởng Lưu, chúng ta không thể lẫn lộn khái niệm như vậy được lưu diễm hồng cười nói cậu chốc thì gọi là chị chốc thì gọi là bí thư chốc thì gọi là thính trưởng tôi thực sự là chịu không nổi trương dương nói còn trách tôi nữa à chị nói tìm tôi vì việc tư nhưng nói chưa được mấy câu thì toàn là việc công đến chị còn chẳng phân biệt được công và tư thì tôi cũng phải lâm thời biến báo thôi lưu diễm hồng nói thôi không nói việc công nữa lễ tang của đinh cao sơn cậu có đi hay không trương dương nói đi chứ lần này thì tôi phải đi khi em gái tôi kết hôn người ta có tới hiện tại hắn tuy rằng đã chết nhưng tôi về tình về lý vẫn phải đi viếng lưu diễm hồng nói cậu nếu đi thì tôi cũng có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ trương dương nói xem kìa nói chưa được hai câu lại vòng về việc công rồi lưu diễm hồng cười nói được rồi được rồi là bệnh nghề nghiệp mà trương dương nói tôi thấy là chị lưu à chúng ta không thể một lòng vào công tác được trừ công tác ra thì trên thế giới này vẫn còn rất nhiều chuyện để chúng ta lưu ý, phải biết hưởng thụ cuộc sống. Lưu Diễm Hồng nói, tôi vẫn ổn. Trương Dương nói, chị không biết là mình thiếu chút ánh mặt trời ư? Lưu Diễm Hồng nói, thế là sao? Nữ nhân là hoa, tình cảm là ánh mặt trời, không có ánh mặt trời thì hoa khẳng định sẽ mất đi màu sắc. Nhưng ánh mặt trời gắt quá thì hoa cũng sẽ bị héo. Lưu Diễm Hồng nói xong thì trừng mắt lườm Trương Dương một cái lại bị cậu đánh chống lảng rồi. tôi đang nói chính sự với cậu. trương dương nói, xin bí thư lưu phân phó. Như lưu diễm hồng nói, tưởng hồng cương một mực chắc chắn hắn lúc trước có tìm đinh cao sơn vay tiền, đã viết giấy vay nợ. nhưng khi chúng tôi điều tra thì người của đinh gia lại phủ định hoàn toàn. quan hệ của cậu và đinh gia không tồi, có lẽ cậu có thể hỗ trợ hỏi rõ chuyện này. trương dương nói, thế là sao? lưu diễm hồng nói, chúng ta không bỏ qua cho bất kỳ một cán bộ phạm sai sót nào nhưng cũng không thể để hắn bị oan, tờ giấy vay nợ đó có tồn tại hay không liên quan tới nhận định tính chất sai lầm của Tưởng Hồng Cương. Tuyệt đối không phải là việc nhỏ. Trương Dương nói, chuyện này tôi sẽ hỏi một chút. Trương Dương sở dĩ đáp ứng giúp Lưu Diễm Hồng việc này không chỉ là vì giao tình của hắn và Lưu Diễm Hồng, còn bởi vì Trương Dương quả thực muốn giúp Tưởng Hồng Cương, nếu thực sự tồn tại tờ giấy vay nợ đó thì trên ý nghĩa nào đó có thể giảm bớt tội trạng của Tưởng Hồng Cương nhận hội lộ trăm vạn và vay trăm vạn có tính chất hoàn toàn bất đồng. Lễ tang của hai huynh đệ Đinh Cao Sơn được tiến hành rất nhỏ nhẹ, theo sự mộ nạn của huynh đệ Đinh Thị, một lời đồn cũng lặng lẽ được phát tán. Chủ yếu là về tài sản lớn của huynh đệ Đinh Thị. Ai cũng nói tài phú của Đinh Gia đều là đến từ buôn lậu, mà liên hệ phó bí thư thị ủy Bắc Cảng tưởng Hồng Cương bị song quy với cái chết của huynh đệ Đinh Gia lại với nhau. Điều này khiến cho một số quan viên có quan hệ với Đinh Cao Sơn trước đây từ bỏ ý định đi phúng viếng. Cho dù là Đinh Cao Sơn có thân phận hội trưởng thương hội của Tân Hải, nhưng người của thương hội tới tới tham gia lễ tang cũng rất tít. Tình người ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi. Đinh Lâm đối với điều này tựa hồ đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Cô ta đã tiếp nhận sự thật trong vòng một ngày mất cả cha và chú, đồng thời còn có một lời đồn quay chung quanh cô ta. Ai cũng nói nhà đầu của Đinh ra mạng rất khác. Trước tiên là khắc chết trượng phu phùng kính quốc, hiện tại ngay cả chú và cha ruột đều bị cô ta khắc chết. Đinh Lâm nghe thấy đủ loại lời đồn, có điều tình tự của cô ta lại trở nên càng bình tĩnh hơn, biến cố trọng đại trong nhân sinh thường thường có thể thúc đẩy một người nhanh chóng trưởng thành. Đinh Cao Sơn chỉ có một đứa con gái, Đinh Cao Thăng thì có một trai một gái, có điều tuổi vẫn còn nhỏ, sự vụ to nhỏ của Đinh ra tất nhiên do Đinh Lâm xử lý. Dưới tình huống như vậy, Đinh Lâm thậm chí không có thời gian để bi thương. Sự có mặt của Trương Dương dẫn tới một trận xôn xao. Dù sao không ai ngờ bí thư thị ủy Tân Hải sẽ nể mặt Đinh Cao Sơn như vậy. Sau khi Trương Dương tới ký tên thì đi về phía linh đường, Đinh Lâm dẫn con trai của Đinh Cao Thăng là Đinh Thiếu Cường ra đón, hai chị em từ xa đã quỳ xuống, Trương Dương vội vàng bước nhanh tới đỡ đưa bọn họ lên, đầy đồng cảm nói, nén bi thương thuận biến. Đinh Lâm nói, cảm ơn bí thư Trương. Trương Dương dưới sự dẫn đường của cô ta đi tới trước linh đường, trên linh đường Di ảnh của hai huynh đệ Đinh Cao Thăng và Đinh Cao Sơn được đặt song song, nhìn nụ cười còn ba phần thần của hai huynh đệ, trong lòng Trương Đại Quan Nhân không khỏi cảm thán, bất kể một người có thần khí uy phong như thế nào thì kết quả cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Trương Dương cúi đầu trước di ảnh của hai huynh đệ, Đinh Lâm quỳ xuống ở bên cạnh tạ. Trương Dương sau khi bái huynh đệ Đinh ra thì ra bên ngoài linh đường, Đinh Lâm theo tiến hắn, Đinh Lâm mặc một thân đồ trắng, sắc mặt so với quần áo thì còn trắng hơn, Trương Dương thở dài, Đinh Tiểu Thư, cô phải giữ gìn sức khỏe. Đinh Lâm mấp máy môi, ấn tượng của cô ta đối với vị bí thư thị ủy trẻ tuổi này trước giờ là rất không tồi, bởi vì mấy ngày nay quá nhiều việc, giọng nói của cô ta có chút khàn khàn, bí thư Trương, cha tôi chú tôi là bị người ta hại chết, xin đảng và chính phủ đòi lại công đạo cho chúng tôi. Trương Dương gật đầu nói, cô yên tâm đi, Đinh Tiên Sinh là hội trưởng thương hội Tân Hải chúng ta, bất kể là bằng hữu hay là lãnh đạo đương nhiệm của Tân Hải, tôi đều có trách nhiệm giúp đỡ điều tra rõ chuyện này, tuyệt đối sẽ không để hung thủ giết người được nhở như ngoài vòng pháp luật. Đinh Lâm nói cảm ơn. Trương Dương vốn muốn hỏi về chuyện của tưởng Hồng Cương, nhưng nhìn thấy trạng thái hiện tại của Đinh Lâm, thật sự không đành lòng hỏi nữa, đang chuẩn bị mở miệng cáo từ thì bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng khóc. Trên lễ ta nghe thấy tiếng khóc cũng không kỳ quái, nhưng tiếng khóc này thật sự là quá mức chói tai, hơn nữa tràn ngập vẻ hư tình giả ý, Trương Dương dõi mắt nhìn, liền thấy bên ngoài có một người què dưới sự vây quanh của sáu người vạm vỡ bước vào, phía sau còn có hai người khiêng vòng hoa, bởi vì bên trên che vai trắng nên không biết bên trong là gì, nam tử đó hắn cũng không biết. Người què đó dáng người không cao, cắt đầu đinh đeo kính dâm, một thân âu phục màu đen, chân phải của hắn bị thọt, khi đi biên độ khập khiếng rất lớn. Hắn vừa đi vừa cầm khăn lau mũi, đinh cao thăng hà đinh cao thăng, anh sao chết sớm vậy, anh con mẹ nó sao không đợi tôi. Trương đại quan nhân nghe thấy người này nói năng thô tục thì không khỏi nhíu mày, hắn nhìn thấy sắc mặt của Đinh Lâm có chút khác thường, lập tức ý thức được người này có thể không phải là thật lòng đến phúng điếu. Người què đó tới trước cửa, ánh mắt nhìn thẳng vào Đinh Lâm, mọi người của Đinh ra chết hết rồi à? Sao không thấy có người phúng điếu? Ừ, không nhìn thấy ai đến cả nhỉ? Đinh Lâm cắn cắn môi đi tới, cô ta nhìn người nọ nó nói, đồng tiên sinh, nhà chúng tôi có tang, hy vọng anh tôn trọng một chút thì ra người què này chính là ông chủ đồng chính dương của quán karaoke Bách Thắng năm đó, nghe nói chân hắn bị què chính là do đinh cao thăng phái người làm. Đồng chính dương lau lau mũi, cởi kính dâm, nheo mắt lại nhìn đinh lâm, nhà đầu của đinh ra đúng là càng lớn càng xinh đẹp. Sắc mặt của thằng cha này cực kỳ đáng khinh, khiến cho người ta cảm thấy chán ghét, hận không thể một quyền đấm vỡ mũi hắn. Đinh Lâm nói, đồng tiên sinh, nhà chúng tôi đang có tang, cũng không thông chi để ngài tới. Đồng Chính Dương nói, báo hỷ bôn tang, tôi biết cha và chú cô đều đã chết, tôi đương nhiên phải tới rồi, chẳng những tới, tôi còn mang vòng hoa tới cho họ. Hắn phất phất tay, tùy tùng phía sau kéo vai xuống, vòng hoa là dùng hoa tươi tết thành, ở giữa dùng hoa hồng cắm thành chữ song hỷ thật to, trương phúng là màu đen, bên trái viết chết chưa hết tội, bên phải viết khắp trốn mừng vui. Đinh Lâm tức giận đến nỗi mắt đỏ ửng lên, đồng chính dương quả nhiên là lai giả bất thiện, hắn hôm nay tới đây căn bản không phải để phúng viếng, hắn chính là tới báo thù. Bên Ninh Gia đã có người lao tới, đám tùy tùng của Đồng Chính Dương bảo vệ hắn, Đồng Chính Dương nói, làm gì hả? Làm gì hả? Cho rằng chúng mày đông người lắm hả? Cho rằng chúng mày là xã hội đen ư? Tao sợ chắc, tới đánh tao đi, tới đánh tao đi, hiện tại là xã hội pháp trị, ai dám chạm vào một sợi tóc của tao, tao sẽ bắt thằng đỏ vào tù. Đinh Lâm nói, Đồng Chính Dương, anh có thể đi rồi. Đồng Chính Dương cười ha ha, nói, đây là đâu chứ? Là Đài Hỏa Táng, tôi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, tôi hôm nay đặc biệt cao hứng, đinh cao thăng à đinh cao thăng, năm đó mày sai người đánh gãy chân tao còn cắt gân chân tao, đuổi tao ra khỏi Tân Hải, có nghĩ tới hôm nay hay không? Ông trời không phải không nhận mày, mà là chưa tới lúc thôi. Hiện trường đã có người nhìn không nổi, một người trung niên đi tới, lão đồng, hôm nay là lễ tang của người ta. Anh hơi quá đáng rồi đấy. Chương 1799, tăng thêm ấn tượng 2. Đồng Chính Dương nói, tôi quá đáng ư? Tôi thừa nhận tôi quá đáng, bọn họ đã chết, tôi rất cao hứng, có phải cảm thấy tôi là người xấu hay không? Nhưng tôi xấu như vậy, vì sao ông trời không nhận tôi? Vì sao lại gọi hai người họ đi trước, xem ra có người còn xấu hơn tôi. Ha 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 ha. Có câu, vui quá hóa buồn. Những lời này tuyệt đối là chân lý không thể bàn cãi, Đồng Chính Dương đang cao hứng thì thình lình một thứ bay tới, đập đúng vào miệng hắn, người xung quanh đều nghe thấy tiếng rắc, miệng Đồng Chính Dương đau nhói, hai cái răng cửa bị gãy, hắn ôm cổ họng, thò tay vào trong miệng, một lúc sau mới móc ra được một đốt xương đầy máu, Đồng Chính Dương ôm cái miệng chảy đầy máu, hắn nhìn chung quanh, tìm xem rốt cuộc là ai đập mình. Người ôm vẻ mặt đều vô cùng kinh ngạc, chỉ có một người trẻ tuổi mỉm cười nhìn hắn. Đồng Chính Dương giận dữ hết, mày con mẹ nó cười cái gì? Sang cửa không còn, nói chuyện hơi phả gió, nhưng cái miệng của hắn chửi bậy thì lại rất rõ ràng. Mọi người chung quanh ngây ra, bởi vì ai cũng nhận ra người mà Đồng Chính Dương mắng, người ta là bí thư thị ủy Tân Hải Trương Dương. Nhưng Đồng Chính Dương thì không biết hắn, kể ra thì cũng khổ cho hắn, từ sau khi gân chân bị cắt, thằng cha này liền đi xa xứ, không về lại Tân Hải, hắn không quen thuộc với tình huống của Tân Hải, nếu không phải huynh đệ Đinh gia đã chết, hắn cả đời này chỉ sợ cũng không dám trở về, hắn căn bản không biết người trẻ tuổi trước mặt là bí thư thị ủy Tân Hải. Đồng chính Dương thẹn quá hóa giận, hắn kế tiếp lại phạm vào một sai lầm lớn hơn, chỉ vào mũi Trương Dương mà mắng, thằng nhóc con, dám cười bố mày hả, à? có tin thao cho mày vào bếp lò rồi thiêu không? Trương Đại quan nhân cũng tức giận đến bật cười, đúng là thời đại thay đổi rồi, chẳng lẽ nói là 12 con giáp có thêm một loại, loại cua càng lúc càng nhiều tùy tiện đi ra một người cũng dám chọc tức mình như vậy. Thằng ôn này trước khi đến Tân Hải chẳng lẽ không hỏi thăm thử, hiện tại ở Tân Hải ai mới là lão đại chân chính ư? Đồng chính Dương thì không nghĩ nhiều như vậy, trước đây ở Tân Hải hắn chỉ sợ huynh đệ đinh ra, hiện giờ cuối cùng cũng nở mày nở mặt rồi, trở về sỉ nhục người đinh ra một trận, chút cục tức trong lòng, nhưng không ngờ không những không chút được cục tức này, miệng còn bị người ta vả, càng đáng ghét hơn là Hắn căn bản không nhìn rõ người và hắn là ai, sở dĩ nổi nóng với Trương Dương là vì nhìn thấy Trương Dương cười mình, cho nên giận chó đánh mèo hắn. Trung quanh đột nhiên yên lặng, Đồng Chính Dương cảm thấy có chút kỳ quái, hắn nhìn trái nai phơn phải, còn tưởng rằng mình vừa rồi biểu hiện ra vương bát chi khí đã trấn nhiếp người chung quanh, hắn ôm cái miệng đẫm máu, lúc này mới ý thức được được mất hai cái răng cửa, Đồng Chính Dương nói, ai ám toán tao? Con mẹ nó đứng ra cho tao. Vẫn không có ai lên tiếng nhưng hắn nhìn thấy người trẻ tuổi vừa rồi bị mình chửi đang đi về phía hắn. Đồng chính Dương tức giận nói, quả nhiên là mày, tẩn nó đi, xảy ra chuyện tao gánh. Sáu thuộc hạ của đồng chính Dương đồng thời lao lên, đám người này hôm nay tới đây chính là để gây sự, cho nên đã sớm chuẩn bị đánh nhau, có thể nói đồng chính Dương đã chuẩn bị đầy đủ, tám người tới cùng hắn tất cả đều là cao thủ cách đấu, bằng không hắn cũng sẽ không có vững tâm tới gây sự trên tang lễ của huynh đệ đinh ra như vậy hắn muốn ở trước mặt mọi người sỉ nhục huynh đệ đinh cao thăng một phen, bất kể bọn họ đã chết hay là còn sống. Trương đại quan nhân vốn không định ra tay, thật ra chỉ cần hắn gọi điện thoại thì đám người này của đồng chính Dương chẳng ai đi được. Đây là đâu chứ, chính là Tân Hải, hiện tại trương đại quan nhân dậm chân một cái là Tân Hải phải dung chuyển. Vừa rồi cục đá đó chính là Trương Dương bắn ra, nếu không phải đồng chính Dương mở miệng thô tục, Trương Đại Quan Nhân cũng không đến mức dùng tới đạn chỉ thần công với người tàn tật, bắn dụng hai cái răng cửa của hắn. Đây xem như là một bài học. Nếu Đồng Chính Dương sau khi chịu thiệt ngoan ngoãn một chút, cúp đuôi mà đi thì Trương Dương khẳng định sẽ không truy cứu. Nhưng thằng cha này lại chỉ vào Trương Dương mà mắng, đúng là không thể nhẫn nhịn được nữa. Trương Đại Quan Nhân đang do dự xem có nên ra tay hay không thì sáu tên thuộc hạ của Đồng Chính Dương đã phát động công kích đối với hắn trước. Thế này thì không thể nhịn được nữa rồi phải nói rằng đa số người ở hiện trường đều nhận ra Trương Dương. Nhưng nhiều người như vậy trơ mắt nhìn bí thư Trương bị chửi, bị đánh, nhưng không ai chủ động công bố thân phận của Trương Dương, vì sao? Bởi vì đa số mọi người đều nhìn đồng chính Dương không vừa mắt, bất kể năm đó huynh đệ huynh đệ Đinh Cao Sơn có phải thật sự làm ra chuyện đánh gãy chân hắn hay không thì hiện tại huynh đệ của Đinh gia đều đã chết rồi. Thù gì thì cũng không còn nữa, đồng chính dương lại chạy tới khi dễ cô nhi quả phụ nhà người ta, cái này có tính là bản sự không? Anh nếu muốn báo thù sao không về lúc huynh đệ đinh Gia còn sống? Lòng người thường thường đều là đồng tình với kẻ yếu, nhìn thấy đồng chính dương có mắt không tròng chọc vào bí thư thị ủy trương dương, đa số người đều mừng thầm, thằng chó này xui rồi. Mọi người đều chờ xem kịch hay, vở kịch này tuy rằng chưa chiếu, nhưng kết cục thì bọn họ đã đoán được rồi. Một gã tráng hán hắc y đánh vào mặt Trương Dương, một quyền này rất uy vũ, khí phách mười phần, trương đại quan nhân mỉm cười nói, không tồi, hồng quyền. Khi hắn nói thì cũng tung quyền đón đỡ, dầm một tiếng, hai nắm đấm chạm vào nhau, trương đại quan nhân đứng nguyên tại chỗ, còn tráng hán hắc y đó thì lại lui tới mấy bước, tay phải không ngừng run rẩy giống như ngay cả xương cũng bị một quyền của trương dương đánh vỡ, đau đến nỗi mặt vặn vẹo. Trương đại quan nhân thì dùng không đến ba thành sức, nếu hắn ứng phó toàn lực thì hán tử này cả cánh tay bị phế mất rồi. Phía sau có tiếng gió, một người khác lặng lẽ tới phía sau Trương Dương, nhấc chân đá vào dưới háng hắn, Trương Đại Quan Nhân hóa quyền thành trảo, tay phải giống như vuốt hổ, một tay nắm lấy mắt cá chân của người đánh lén, cùng với một tiếng gầm của hắn, người đánh lén bị hắn ném ra ngoài như diều hâu bắt gà, Trương Đại Quan Nhân dùng chân trái làm trục, đá quét một cái, sau đó thì đá bay tên hắn từ áo đen từ phía sau lao tới mình. Trương Đại Quan Nhân một quyền một trảo một cước đánh ngã ba người. Đám người này căn bản không có ai là đối thủ của hắn. Đám bảo tiêu được Đồng Chính Dương bỏ nhiều tiền thuê tới ngây ra đó, cao thủ. Sớm biết rằng phải đánh nhau với tên này thì có cho bao nhiêu tiền cũng không tới. Thật ra Đồng Chính Dương cũng không phải đến Tân Hải tìm Trương Dương đối nghịch, hắn là bất hạnh gặp phải, càng bất hạnh hơn là chọc vào đúng Trương Dương. Đồng Chính Dương ôm miệng, hai mắt trợn trừng vì kinh sợ, hôm nay không phải là xui tới cùng cực ư? trong đầm hắn còn đang tinh toán thì trương đại quan nhân đã vò tới trước mặt hắn, tuy rằng bị trương dương đánh ngã ba người, nhưng hắn vẫn còn năm tên bảo tiêu, lúc này lúc này cả đám đều như thỏ con giạt sang một bên, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, đám bảo tiêu này tới đây là để kiếm tiền, không phải là bán mạng, và lại, đối mặt với một cao thủ tuyệt đỉnh như vậy bao nhiêu cái mạng cũng không đủ mà bán. Đồng chính Dương nhìn thấy một bàn tay trong nháy mắt phóng đại trước mặt mình rồi tối sầm lại. Bốp một tiếng và lên mặt hắn, Mặt đồng chính Dương bị tát cho giặt sang một bên Trong miệng lại có thứ gì đó bay ra ngoài Một nửa cái răng Chính là một nửa còn lại của cái răng vừa rồi bị bắn gãy Đồng chính Dương vốn đã tàn tật Trương Đại quan nhân giận vì thằng cha này nhân phẩm thấp kém Cho nên một cái tát này cũng hơi nặng một chút Đánh cho đồng chính Dương nện mông xuống đất Đồng chính Dương ôm đầu Sợ đối phương đánh tiếp Cũng may Trương Dương không có ý tiếp tục đánh hắn Lạnh lùng nói cái vả này là để nhắc nở anh sau này mồm miệng tích nước một chút. Vang lên vang lên tiếng còi cảnh sát, Chu Sơn Hổ dẫn một đám cảnh sát của đồn công an lao vào, còn có cả một đám nhân viên công tác khoa bảo vệ của đài hỏa táng, nghe nói có người chạy đến đài hỏa táng công kích bí thư thị ủy Trương, căn bản không cần động viên, tất cả mọi người đều xoa tay chạy tới, hiệu suất này tuyệt đối là cực nhanh. Đồng Chính Dương vẫn chưa hiểu rõ là có chuyện gì thì đã bị công an ấn xuống đất, còng tay lại, Đồng Chính Dương hét lớn, tôi không phạm pháp vì sao lại bắt tôi, là hắn đánh người, răng tôi bị hắn đánh rụng hết rồi, hắn còn tát tôi nữa. Còn chưa nói xem thì mặt đã ăn thêm một phát tát, người đánh hắn là cảnh sát, cảnh sát đó chính nghĩa lẫm nhiên chừng mắt lườm hắn, công kích bí thư thị ủy của chúng ta mà anh còn nói mình có lý ư. Tôi nói cho anh biết, anh xui xẻo rồi, anh đây chính là hành động phản cách mạng. Đồng chính Dương lúc này đã hiểu ra rồi, giờ mới biết người tát mình chính là bí thư thị ủy thành phố Tân Hải, sao lại trẻ tuổi như vậy. Đồng chính Dương sợ rồi, tôi, tôi, thiên ngôn vạn ngữ tụ thành một câu, tôi oan uổng quá. Tám gã bảo tiêu mà đồng chính Dương mang đến cũng không dám động đậy, đừng nhìn họ có chút công phu, nhưng đối nghịch với cảnh sát nhân dân thì bọn họ vẫn chưa có gan đó. Cảnh sát và nhân viên công tác của Khoa Trị An đài hỏa táng hợp tác với nhau, còng tám người đi, đưa đến đồn công an. Trương 1.800, tăng thêm ấn tượng 3. Chu Sơn hổ tới trước mặt Trương Dương. Vừa rồi khi xảy ra chuyện, hắn đang chờ ở bãi đỗ xe, nghe nói xảy ra chuyện, hắn biết Trương Dương không thể chịu thiệt, cho nên tới đồn công an gọi cảnh sát tới, mục đích là để giúp đỡ thu thập tàn cục. Chu Sơn Hổ nói: "Bí thư Trương, ngài không sao chứ?" Trương Dương nói: "Không sao, anh gọi điện thoại cho Trình Diễm Đông, thẩm vấn tên họ đồng đó." Chu Sơn Hổ gật đầu, xoay người đi làm việc. Trương Dương đi về phía Đinh Lâm, Đinh Lâm tràn ngập cảm kích nói: "Cảm ơn bí thư Trương." vừa rồi may mà có Trương Dương ở đây giải vây cho cô ta, bằng không đồng chính Dương gây loạn thì khó mà thu thập. Trương Dương nói, không cần cảm tạ, loại người như vậy thật sự là quá vô sỉ. Đinh Lâm nói, bí thư Trương, chờ lễ tang qua rồi, tôi sẽ giải thích với ngài. Trương Dương gật đầu, hắn bỗng nhiên nhớ tới chuyện Lưu Diễm Hồng nhắc nhở mình, nói khẽ, Đinh Tiểu Thư, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Bí thư Trương cứ nói, Phó bí thư Tưởng Hồng Cương gần đây bị Ủy ban kỷ luật tỉnh Song Quy có người tố cáo hắn nhận hối lộ, người đút lót chính là cha cô, nói tất cả phí dụng lưu học ở nước Pháp của con gái Tưởng Hồng Cương là cha cô chi trả. Đinh Lâm nói: "Bí thư Trương, chuyện này tôi không rõ lắm, cha tôi lúc sinh tiền có quan hệ rất tốt với bí thư tưởng, bọn họ là bạn học cũ, cho dù là có chút qua lại trên kinh tế thì cũng sẽ không nói với tôi." Trương Dương nói: "Đinh tiểu thư, thật ra tôi vốn không nên nhắc tới chuyện này." nhưng tôi nghĩ cô chắc biết, tưởng Hồng Cương khăng khăng nói khoản tiền đó là vay của cha cô, hơn nữa hắn đã viết giấy vay nợ, nếu có thể tìm được tờ giấy vay nợ thì phiền toái của tưởng Hồng Cương cũng sẽ bớt đi chút, cha cô cũng sẽ không mang tiếng đút lót. Ninh Lâm lắc đầu nói, bí thư trương, tôi thực sự không biết chuyện này, có điều anh yên tâm, tôi sẽ tìm thử, gần đây di vật của cha tôi đều đang được thu thập, nếu phát hiện tờ giấy vay nợ đó thì tôi nhất định sẽ ngay lập tức thông chi cho ngài. Trương Dương gật đầu nói, nhờ cô. Đinh Lâm nhìn Trương Dương đi xa, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp và mâu thuẫn. Đêm dài người vắng, Đinh Lâm một thân hắc y lẳng lặng ngồi trong thư phòng của cha, không bật đèn, trong tay cầm bức ảnh chung của gia tộc, trong lòng rất buồn, tình cảnh người một nhà tề tụ không bao giờ có thể xuất hiện nữa, cha thậm chí chưa kịp dặn dò cô ta một câu nào đã ra đi rồi. Đinh Lâm nhắm mắt lại, để nước mắt vì ý rơi trên mặt, ảnh rơi khỏi tay cô ta, trong bóng tối chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào thổn thức cửa phòng được mở ra từ bên ngoài đinh lâm vội vàng lau khô nước mắt ai đó cô ta không muốn rơi lệ trước mặt người khác không ai đáp lại cô ta đinh lâm lập tức trở nên cảnh giác tay cô ta sờ xuống dưới bàn vừa chạm vào cái thứ lạnh như băng đó thì cảm thấy cảm giác cổ tay bị người ta nắm lấy đinh lâm vung tay đánh cổ tay còn lại cũng bị nắm lấy cô ta đang muốn hô lớn thì lại bị một cánh tay có lực kéo vào lòng cô ta cảm thấy khí tức quen thuộc đó bao bọc lấy mình một giọng nói khiến cô ta lệ nóng doanh chồng vang lên tiểu lâm đừng sợ là anh anh đã về rồi đây đồng chính dương bị đưa tới đồn công an không lâu thì lại bị chuyển tới cục công an thành phố tân hải ở đó hắn rất may mắn nhận thức được cục trưởng công an đương nhiệm trình diễm đông đồng chính dương lúc này xem như đã hiểu rõ chân tướng của sự việc rồi hắn cười cười bộ dạng của thằng cha này vốn đã đáng khinh hiện tại răng cửa lại mất cười lên trông càng đê tiện Loại khí kiêu ngạo lúc ở lễ tang đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Trình Diễm Đông sai người tháo còng cho hắn, quan sát đồng chính Dương từ trên xuống dưới. Anh chính là đồng chính Dương. Đồng chính Dương đứng lên liên tục gật đầu. Cảnh sát ở bên cạnh quát lớn, ngồi xuống. Ai cho anh đứng lên? Đồng chính Dương sợ đến nỗi lại ngồi phịch xuống ghế, cười nói: Báo cáo trưởng quan, tôi chính là đồng chính Dương, người Bắc Cảng, quán karaoke Bách Thắng trước đây là tôi mở. Trình Diễm Đông nói, chạy đến lễ tang của người khác gây sự, cảm thấy mình rất uy phong ư? Rất sát khí ư? Đồng Chính Dương nói, trưởng quan, kể ra thì dài lắm, ngài nếu biết chuyện lúc trước hai huynh đệ hắn làm với tôi thì sẽ không nói như vậy đâu, tôi có thủ với họ, là huyết hải thâm cừu. Trình Diễm Đông nói, anh đừng có làm trò, dẫn tám gã đại hán hung thần ác sát tới lễ tang của người ta tặng chữ hỉ, còn viết cái gì chết chưa hết tội, khắp trốn mừng vui. Anh quá đáng quá đấy. Đồng Chính Dương chỉ chỉ vào chân mình, năm đó huynh đệ là bọn họ sai người đánh gãy chân tôi, đoạt đi quán của tôi, bắt tôi phải xa xứ, tôi không đội trời chung với họ. Trình Diễm Đông nói, anh có chứng cớ không? Có chứng cớ vì sao không đến cơ quan công an mà báo án, pháp luật sẽ cho anh một công đạo. Đồng Chính Dương nói, bọn họ đương nhiên không tự mình ra tay rồi. Hai tên đánh gãy chân tôi là họ phái tới, bọn họ không dám khai huynh đệ Đinh Cao Sơn ra, mà gánh tội cho họ. Trình Diễm Đông nói, anh cũng thật là, chuyện không có chứng cứ sao dám nói lung tung, đồng chính dương, anh biết hậu quả của hành vi hôm nay không? Tụ tập gây sự, ảnh hưởng tới trị an xã hội. Vũ nhục người khác, còn nữa, anh không ngờ dám công kích lãnh đạo thành phố. Đồng chính dương kêu khổ không ngừng, trưởng quan, tôi đã hai năm rồi không trở lại, chuyện ở đây tôi căn bản là không biết gì cả, tôi nào có biết người trẻ tuổi đó chính là bí thư thị ủy của chúng ta. Thế là ý gì? Nếu không phải là bí thư Trương thì anh đánh chết người ta rồi hả?" Đồng Chính Dương cười khổ nói, "Trưởng quan, anh xem đi, là tôi bị đánh, bí thư Trương chẳng bị sao cả, hai cái răng cửa của tôi cũng gãy rồi." Trình Diễm Đông nhìn thấy bộ dạng của thằng cha này thì cũng không khỏi có chút buồn cười, có điều hiện tại cũng không phải là lúc nên cười, hắn nghiêm mặt lại, lạnh lùng nói, "Đồng Chính Dương, anh vẫn chưa nhận thức được sai lầm của mình, tôi nói với anh nhé." với hành vi hôm nay của anh, đủ để cho anh ngồi tù mấy năm đấy. Đồng Chính Dương nói, trưởng quan, tôi biết sai rồi, tôi cũng không tạo thành hậu quả xấu gì, anh dơ cao đánh khẽ thả tôi đi. Trình Diễm Đông nói, hiện tại biết sai rồi à, tôi hỏi anh, anh hôm nay làm như vậy có phải có người sai khiến hay không? Đồng Chính Dương lắc đầu như đánh trống bỏi, không có, tôi chỉ là tới đây chút giận thôi, không liên can tới bất kỳ ai cả. Trình Diễm Đông sau khi thẩm vấn Đồng Chính Dương xong thì lập tức gọi điện thoại cho Trương Dương, Trương Dương nghe hắn báo cáo kết quả thẩm vấn xong thì nghĩ nghĩ rồi nói: "Gân chân của Đồng Chính Dương thực sự là bị huynh đệ đinh ra cắt à?" Trình Diễm Đông nói: "Vụ án này phát sinh ở Bắc Cảng, thuộc phạm trù quản lý của cục công an Bắc Cảng. Hai ngày trước, Đinh Cao Thăng bị cơ quan công an gọi đi hiệp trợ điều tra cũng là vì vụ án này, muốn biết tình huống cụ thể thì phải hỏi viên cục." Trương Dương nói: "Tôi cũng không phải là người của cục công an." Tôi hỏi tới tình tiết vụ án quá nhiều ngược lại cũng không tốt." Trình Diễm Đông cười nói, "Chuyện này để tôi xử lý." Hắn trưng cầu ý kiến của Trương Dương, "Bí thư Trương, đồng chính Dương đó anh định xử lý như thế nào?" Trương Dương nói, "Cho hắn chút giáo huấn, chạy đến lễ tang của người khác gây sự, người này chắc hẳn cũng không phải là hạng tốt lành gì, thuận tiện tra thử nguồn gốc của hắn, xem trước đây từng phạm tội gì, hiện tại đang làm nghề gì." Trình Diễm Đông nói, "Được." Trương Dương gác điện thoại, lắc đầu, nhắm hai mắt lại, gần đây bác cảng thật sự là không yên ổn, đủ loại nhân vật bắt đầu hóa trang lên sân khấu, phó trường trinh gõ cửa bước vào, nói khẽ bí thư Trương, anh trai ngài tới. Trương Dương hơi ngẩn ra, hắn mở mắt ra, nhìn thấy Văn Hạo Nam từ cửa bước vào, chẳng trách phó trường trinh báo cáo như vậy. Văn Hạo Nam tươi cười, Trương Dương tuy rằng rất không vui vì cách hắn lần trước làm hỏng tiệc vui ở Đông Giang, nhưng thời gian qua rồi, cũng không thể cứ mãi ghi nhớ chuyện đó trong lòng hắn cười cười vươn tay ra anh hạo nam ngọn gió nào thổi anh tới đây vậy văn hạo nam bắt tay hắn tới hai ngày rồi tỉnh lý phái tôi tới đây tìm hiểu vụ án của huynh đệ đinh cao sơn tôi thuận tiện tới thăm cậu trương dương mời văn hạo nam ngồi xuống phó trường trinh đi pha trà cho bọn họ văn hạo nam cầm chén trà lên uống một ngụm rồi nói hoàn cảnh bên này của cậu không tồi văn phòng so với chỗ của bí thư tống còn khí phái hơn một chút trương dương nói tiền nhân trồng cây tôi cũng không không phải là khảnh khảng như vậy đây đều là bố trí của những lãnh đạo trước văn hạo nam trương dương cậu hiện tại mẫn cảm quá đấy tôi là cảnh sát chứ không phải là người của ủy ban kỷ luật những lời này của văn hạo nam là đang nói đùa nhưng lọt vào tai trương dương lại có chút không thoải mái trương dương phát hiện mình ở sâu trong lòng có chút phản cảm đối với văn hạo nam có lẽ là chuyện lần trước đã lưu lại ám ảnh trương dương nói công tác tiến triển thuận lợi không Văn Hạo Nam nói, vẫn ổn, đúng rồi, tôi nghe nói hôm nay có một người tên là Đồng Chính Dương tới lễ tang của lễ tang Đinh ra gây sự, kết quả bị cậu đánh một trận hả. chương 1801, Vật Hy Sinh 1 Trương Dương bỗng nhiên ý thức được Văn Hạo Nam không phải là đơn giản thuận đường tới thăm mình, hắn vẫn là vì công tác, mục đích tới đây là muốn tìm hiểu một số tình huống từ trên người mình. Trương Đại Quan Nhân trong lòng càng khó chịu hơn, bất kể và Văn Hạo Nam có hợp nhau hay không, cho dù là vì mẹ nuôi la tuệ ninh thì văn hạo nam cũng không cần phải vòng vo trước mặt mình trương dương gật đầu nói đúng hắn quá đáng quá cho nên em mới không nhịn được mà ra tay trừng phạt hắn một chút văn hạo nam cười nói không ngờ cậu đã làm bí thư thị ủy rồi mà tính tình vẫn nóng nảy như vậy trương dương mỉm cười nói con người ta rồi cũng sẽ thay đổi anh cảm thấy em không thay đổi là vì anh không hiểu em văn hạo nam gật đầu về sau hai anh em ta nên tìm hiểu nhau kỹ hơn trương dương cười nói nói đùa thôi mà anh tưởng thật à văn hạo nam nói tôi làm việc trước giờ luôn nghiêm túc hắn buông chén trà nói trương dương tôi lần này tới đây còn có một việc tôi muốn cùng gặp mặt đồng chính dương trương dương nói chuyện này do trình diễm đông quản để em nói với hắn văn hạo nam nói không vội trương dương thật ra lần trước chuyện ở đông giang tôi vẫn luôn muốn nói một tiếng xin lỗi với cậu lúc ấy tôi cũng không ngờ hoác vân trung lại không thể khống chế được tình tự của mình trương dương cười nói anh hạo nam chuyện qua rồi chúng ta đừng nhắc lại nữa chuyện cũng đã được làm rõ rồi mà văn hạo nam nói chuyện đó vẫn chưa rõ ràng kỳ sơn đó khẳng định có vấn đề chỉ có điều hắn ẩn tầng quá sâu trương dương không muốn tiếp tục nói về việc này hắn nói khẽ anh hạo nam hôm trước mẹ nuôi gọi điện thoại tới nói chuyện của hà trường an trên cơ bản đã được quyết định rồi Văn Hạo Nam gật đầu nói, đúng vậy, Lý Đông Sơn phản cung, thừa nhận chuyện đút lót để giành đấy ở Vân An không liên can tới Hà Trường An, nhưng cũng moi ra được mấy vấn đề của Hà Trường An, căn cứ vào từ tình huống hiện tại cho thấy, khó tránh khỏi bị phạt, về phần thời hạn thi hành án dài hay ngắn thì phải xem ý của tòa. Trương Dương biết, chuyện của Hà Trường An có thể được giải quyết nhanh chóng là có liên quan tới văn quốc quyền, La Tuệ Ninh nói với hắn, chuyện của Hà Trường An sẽ không quá nghiêm trọng, nhưng sẽ bị tổn thất một bộ phận kinh tế, từ đó cho thấy Hà Trường An trước đó chuyển tài sản ở hải ngoại cho tần manh manh là rất sáng suốt. Văn Hạo Nam sở dĩ tới đây chào hỏi Trương Dương cũng là bởi vì chuyện không vui lần trước ở Đông Giang, hắn tới địa bàn Tân Hải điều tra, trước tiên vẫn phải nói một tiếng với Trương Dương, biểu hiện ra sự tôn trọng của hắn đối với Trương Dương. Trương Dương bởi vì chuyện này cũng đặc biệt sẵn dò trình diễm đông, tận lực phối hợp với công tác của Văn Hạo Nam, nhưng nhất định phải chú ý toàn bộ quá trình, không thể cho hắn quá tự do. Ngày hôm sau lễ tang, Đinh Lâm chủ động gọi điện thoại cho Trương Dương, một là để cảm tả chuyện Trương Dương ra tay trượng nghĩa ngày hôm qua, hai là nói với Trương Dương rằng cô ta ở trong kết của cha đã tìm được tờ giấy nợ mà tưởng Hồng Cương tự tay viết, cô ta chuẩn bị đưa tôi cho Trương Dương. Khi Trương Dương nhận được điện thoại thì đang ở Bắc Cảng, hắn lần này tới đây là để gặp đại biểu của tập đoàn Tinh Nguyệt, bởi vì còn sớm, Trương Dương cũng muốn đích thân tới chỗ Đinh Lâm lấy tờ giấy nợ. Tới biệt thự của Đinh Cao Sơn, Đinh Cao Sơn sân Gôn Ngọc Bình Sơn, Trương Dương vừa mới xuống xe thì nhìn thấy Đinh Lâm đang đứng trước cửa, Trương Dương đi tới, phát hiện tình tự của Đinh Lâm hôm nay đã tốt hơn một chút, hắn cười nói với Đinh Lâm, "Chuyện ngày hôm qua thuận lợi chứ?" Đinh Lâm gật đầu, mời Trương Dương tới phòng khách ngồi xuống, Trương Dương bảo rằng mình có chuyện, phải đi ngay. Đinh Lâm mở túi giấy tờ trên bàn ra, lấy một cái phong bì đưa cho Trương Dương, Trương Dương mở phong bì, rút ra từ giấy nợ trong đó, nhìn thấy bên trên viết rõ mượn đinh cao sơn 200 vạn nhân dân tệ, mượn trong 20 năm, bên dưới ký tên của tưởng Hồng Cương, còn có cả dấu tay. Đối với sự thật giả của tờ giấy nợ này thì Trương Dương không thể phân biệt được, có điều chắc không có vấn đề gì. Hắn sau khi cầm tờ giấy nợ thì cười nói, cảm ơn Đinh Tiểu Thư. Đinh Lâm nói, không phải cảm ơn, chú tưởng là bạn tốt của cha tôi, tôi cũng muốn giúp hắn, hơn nữa, đúng như những gì mà bí thư trương ngày hôm qua đã nói, tôi không muốn cha tôi phải mang tiếng đút lót. Trương Dương gật đầu, hắn nhìn nhìn đồng hồ rồi đứng dậy cáo từ. Đinh Lâm tiến hắn tới tận trước xe. Trương Dương đi rồi, Đinh Lâm chậm rãi trở lại biệt thự, từ trên lầu một vị nam tử áo đen đi xuống, nam tử này thân hình cao lớn, đường nét trên mặt rõ ràng, trên miệng còn có tròm ria hình chữ bát được cắt tỉa rất ngay ngắn hắn tới bên cạnh Đinh Lâm, nói khẽ cho hắn à. Đinh Lâm gật đầu, có chút vô lực dựa vào vai nam tử rồi nói khẽ tân sinh. Em vốn không muốn đưa cho hắn, cha em giúp tưởng Hồng Cương nhiều như vậy, nhưng khi chú em gặp chuyện không may, hắn không ngờ ngay cả giúp một chút cũng không, loại người như hắn chết cũng không hết tội. Nam tử thở dài, ôm vai Đinh Lâm, nói khẽ trong lòng càng hận thì càng không thể để bọn họ nhìn ra. Nếu mỗi người đều ý thức được chúng ta muốn báo thù thì bọn họ sẽ cảnh giác, Tiểu Lâm, em yên tâm, Phạm là kẻ có lỗi với Đinh Gia, anh đều sẽ khiến bọn họ phải trả giá đắt. Trương Dương tới khách sạn Thế Kỷ Bắc Cảng, vốn chuyện của khu bảo lưu thuế nhập khẩu hắn trên cơ bản đã bỏ quyền rồi, nhưng phía tập đoàn Tinh Nguyệt đề xuất muốn bàn trực tiếp với hắn. Phạm Tư Kỳ cũng đặc biệt từ Singapore gọi điện thoại tới, bảo Trương Dương cần phải gặp mặt đại biểu của mình. Trương Dương bảo Chu Sơn Hổ chờ ở bên ngoài, đại biểu thủ tịch của tập đoàn Tinh Nguyệt ở trong phòng số 1818 của khách sạn Thế Kỷ, đây là phòng xa hoa nhất của khách sạn này. Trương Dương sau khi ấn chuông thì cửa phòng mở ra, Trương Đại Quan Nhân ngàn vạn lần không ngờ rằng người mở cửa cho mình không ngờ là cô gái Ấn Độ Aishwarya. Từ khi Trương Dương trị bệnh liệt nửa người cho cô ta, Aishwarya trở về Ấn Độ dưỡng thương, trong lúc ngẫu nhiên cũng từng gọi điện thoại cho nhau, có điều Trương Dương vẫn cho rằng cô ta đang ở Ấn Độ, không ngờ Aishwarya lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Aishwarya cười tươi như hoa, lắc đầu nói, Trương Dương, không ngờ là tôi phải không? Trương đại quan nhân cho dù là nghĩ đến vỡ đầu cũng không nghĩ đến Aishwarya là đại biểu thủ tịch của tập đoàn Tinh Nguyệt. Điều duy nhất có thể giải thích là tình cũ của Phạm Tư Kỳ và Aishwarya đã nối lại, gương vỡ lại lành. Thời đại này đúng là không có thuốc chữa nữa rồi. Nữ hài tử xinh đẹp như vậy không thích võ trang yêu hồng trang. Giữ nữ nhân và nữ nhân không ngờ không phải bài xích đồng tính. Xem ra vật lý học không áp dụng được ở trong tình cảm. Đồng tính cũng có thể hút nhau. Trương Đại Quan Nhân cười nói, ai Surya. Ai giang tay ra ôm Trương Đại Quan Nhân một cái thật nhiệt tình, còn hôn má Trương Đại Quan Nhân. Dáng người của cô bé này thật sự là lỗi lõm rất đẹp, đầu óc của Trương Đại Quan Nhân không khỏi lại tà ác một chút, hắn cười nói, ai Tôi đang nghĩ xem là ai mà cứ muốn đòi gặp tôi, thì ra là cô. Ai buông hắn ra, cười nói, nghe nói anh đã là bí thư thị ủy, gặp anh cũng rất khó. Trương Dương nói: "Ai nói thế? Căn bản chính là bôi nhỏ hình tượng của tôi." Aisoria mời hắn đến phòng khách ngồi, Trương Dương phát hiện cô ta đã đi lại bình thường, chứng minh trị liệu của mình là phi thường hữu hiệu, Aisoria cuối cùng cũng đã khôi phục bình thường. Aisoria nói: "Uống trà hay là cà phê?" Trương Dương nói: "Tùy tiện." Trong phòng có máy pha cà phê, Aisoria đi đun cà phê, không bao lâu sau, liền cầm cốc cà phê tới. Trương Dương bưng cà phê nhấp một ngụm nhìn Aisuria nói, Aisuria, cô hiện tại đang công tác ở tinh nguyệt à. Aisuria gật đầu, sau khi rời khỏi Nam Tích, tôi dựa theo phương pháp mà anh nói để tập luyện, rất nhanh liền khôi phục khỏe mạnh, về sau lại nhận được điện thoại của cô ta. Cô ta nói có bệnh nan y, muốn gặp mặt tôi, sau khi tôi cân nhắc thì vẫn tới Singapore một chuyến. Trương đại quan nhân thầm nghĩ trong lòng, Phạm Tư Kỳ này lúc trước dựa vào bệnh nan y giả mà chạy thoát khỏi Trung Quốc, không ngờ lại dùng bệnh nan y làm ngụy trang để lừa Aisoria đến Singapore. Đúng là dân làm ăn, Trương Đại Quan Nhân tuy rằng biết chuyện của người khác không liên can tới hắn, nhưng nhìn thấy một tiểu cô nương xinh đẹp như Aisoria bị phạm tư kỳ lừa, trong lòng vẫn có chút đồng tình, chuyện liệt nửa người năm đó chẳng lẽ cô ta đã quên rồi ư? Sức hấp dẫn giữa đồng tính sao lớn như vậy? Aisoria đương nhiên không biết Trương Dương đang nghĩ gì, theo sự khang phục của thân thể tính tình của cô ta cũng khôi phục lại vui tươi như xưa. Cô ta thở dài nói, tôi tới đó rồi, cô ta lại nhắc lại chuyện cũ, nói muốn chuyển nhượng cổ phần trong tay cho tôi. Từ điểm này cho thấy, Phạm Tư Kỳ là thật lòng với Aisuria. Aisuria nói, tôi kiên trì không nhận, về sau cô ta thương lượng với tôi, vẫn dùng danh nghĩa của tôi để thành lập một quỹ tình yêu. Quỹ này chủ yếu là giúp những đứa trẻ khốn khổ bần cùng trên thế giới. Về sau, cô ta lại nói khốn cảnh của bản thân cho tôi, tôi cuối cùng đáp ứng nhận bộ phận cổ phần của cô ta. Đương nhiên, cổ phần là trực tiếp chuyển cho quỹ. Tôi hiện tại là tổng giám đốc của quỹ, thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Tinh Nguyệt. Trường 1802, vật Hy sinh 2 Trường đại quan nhân cuối cùng cũng rõ đã xảy ra chuyện gì. Phạm Tư Kỳ mở quỹ nhân ái này một là để bồi thường cho Isuria, còn có một nguyên nhân quan trọng chính là cô ta lợi dụng quyền lực trong tay để dẫn dắt tinh nguyệt theo hướng mà mình muốn, lặng lẽ tăng cường sức khống chế đối với tinh nguyệt. Aisuria nói, lần này cô ta bảo tôi tới đây bàn chuyện đầu tư vào khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải, chúng tôi muốn rót vốn vào cảng Phước Long, quay chung quanh phát triển tương lai của cảng Phước Long chúng tôi đã làm một bản kế hoạch tỉ mỉ xác thực. Aisuria cầm bản kế hoạch đưa cho Trương Dương, mời bí thư Trương xem qua. Cô ta lần đầu tiên xưng hô với Trương Dương là bí thư Trương. Trương Dương cười cười, không hề lập tức xem bản kế hoạch, nói khẽ ai có chuyện tôi muốn nói trước với cô, về chuyện của cảng Phước Long, hiện tại đã có rất nhiều công ty lớn bày tỏ có hứng thú lớn với nó, để công bằng, chúng tôi đã đưa ra quyết định đấu thầu công khai, cho nên bất kể giao tình của giao tình như thế nào thì chuyện này cũng phải giải quyết công bằng. Ai nói, tôi biết, có phải tập đoàn Nguyên Hòa cũng tới tham dự cạnh tranh hay không? Trương Dương gật đầu nói, không sai, tập đoàn Nguyên Hòa có ưu thế rất lớn trong phương diện này, Thực lực của hai nhà đầu tư các cô đều ngang nhau, cho nên cuối cùng ai có thể thắng thì phải xem giá bỏ thầu, tất cả đều phải chờ sau khi đấu thầu công khai mới có thể quyết định, điểm này lời nói của tôi cũng không mang tới được tác dụng mấu chốt. Ai Soria nói, Trương Dương, tôi tìm anh cũng không phải là nhờ quan hệ, chỉ muốn gặp mặt anh, việc chung tôi hiểu mà, lần này trước khi đến Trung Quốc Phạm tổng đã đặc biệt dặn dò tôi, nhất định phải làm theo trình tự chính quy, cạnh tranh công bình. Trương Dương cười nói, cô nói vậy thì tôi ngược lại càng lo hơn. Ai Suria nói, chỉ lo nói chuyện, quên nói với anh một chuyện. Cô ta mở hộp quà ra, từ bên trong lấy ra một tượng Phật bằng gỗ. Ai Suria nói, tôi nghĩ tới nghĩ lui, không biết tặng anh quà gì. Bức tượng Phật này cũng không phải là quý giá gì, nhưng là đến từ vạn vật sơn, cực kỳ linh nghiệm, có thể phù hộ bình an cho anh. Trương Dương nhìn bức tượng Phật đó, bất giác nhớ tới mạnh truyền Mỹ, bà ta nếu còn sống thì nhất định sẽ thích lắm. Aisho Ria bỏ tượng Phật vào hộp rồi đẩy tới trước mặt Trương Dương. Anh không được cử tuyệt. Trương Đại Quan Nhân cười nói: Chưa thấy ai tặng quà như cô. Người Ấn Độ các cô đều thích tặng tượng Phật à? Aisho Ria mỉm cười, chỉ tôi nghĩ vậy thôi. Trương Dương nói: Người Trung Quốc chúng tôi có câu châm ngôn, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Cô tặng tượng Phật cho tôi, có phải là muốn tôi sớm tới Tây Thiên lấy kinh không? Aisho Ria đỏ mặt lắc đầu, tôi không có ý đó. Trương Dương cười nói, rồi, tâm ý của cô tôi xin nhận, trước khi công khai đấu thầu, cô chắc sẽ không rời khỏi Tân Hải, mấy ngày này tôi sẽ dành thời gian để đón gió tẩy trần cho cô, đúng rồi, Cao Liêm Minh đang ở Tân Hải đấy. Ai Ria cười nói, luật sư Cao ư, hắn rất thú vị, Cao Liêm Minh nếu nghe thấy câu đánh giá này của Ria, chỉ sợ mặt cũng phải sám ngắt. Trương Đại Quan Nhân ở khách sạn thế kỷ một lát rồi đứng dậy cáo từ, Hắn vừa ra tới cửa lớn của khách sạn Thế kỷ thì nhận được điện thoại của Tiêu Quốc Thành, Tiêu Quốc Thành mời hắn buổi tối ăn cơm, nói tối hôm đó Nguyên Hòa Hạnh Tử cũng sẽ tới. Trương Dương lập tức ý thức được bữa ăn tối này có liên quan tới chuyện cảng Phước Long, không ngờ sau khi cảng mới của Bắc Cảng được dựng lên, cảng Phước Long đang dần dần suy sụp đột nhiên trở thành miếng bánh thơm, trở thành miếng thịt béo mà ai cũng muốn tranh đoạt. Có thể đoán được, theo sự đẩy mạnh xây dựng của khu bảo lưu thuế nhập khẩu, giá đất của Tân Hải cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Trương đại quan nhân cuối cùng cũng bắt đầu có cảm giác hãnh diệt, Tân Hải cuối cùng cũng thoát khỏi con đường lạc hậu bần cùng, xảy ra một bước chân quan trọng. Địa vị của bí thư thị ủy trong mắt người ngoài và trình độ phát triển của thành thị có quan hệ trực tiếp với nhau, theo địa vị kinh tế của Tân Hải tăng lên, tầm quan trọng của trương đại quan nhân cũng không ngừng được tăng cường, đây là sự thật mà bất kỳ ai cũng đều không thể phủ nhận được. Hiện tại Trương Dương thực sự là không coi trọng vị trí thường ủy Bắc Cảng như trước đây, nguyên nhân rất đơn giản, trong mắt hắn đã không coi bác cảng ra gì, thường ủy bác cảng chưa chắc đã uy phong bằng bí thư thị ủy Tân Hải như hắn. Buổi chiều Trương Dương dành thời gian gặp mặt Lưu Diễm Hồng, Lưu Diễm Hồng bảo hắn trực tiếp tới khách sạn Hinh Hương Viên, Trương Dương đưa tờ giấy nợ mà Đinh Lâm đưa cho cô ta. Trong lúc Lưu Diễm Hồng mời Trương Dương uống trà thì kết quả giám định bút tích cũng có, tờ giấy nợ đó đúng là tưởng Hồng Cương tự tay viết, vân tay cũng hoàn toàn khớp với vân tay của tưởng Hồng Cương nói cách khác quan hệ đinh cao sơn tưởng hồng cương và đinh cao sơn là quan hệ mượn tiền không phải quan hệ đút lót và nhận hối lộ lưu diễm hồng tựa hồ đã đoán trước được kết quả này cô ta gật đầu nói tưởng hồng cương làm việc vẫn biết để lại đường lui trương dương cười nói thật ra với quan hệ của hắn và đinh cao sơn đinh cao sơn cho dù chịu học phí của con gái hắn cũng không có gì cả lưu diễm hồng nói hắn nếu không phải là quan viên là một người dân bình thường thì không có vấn đề gì Trương Dương nói, làm quan cũng có nỗi khổ của người làm quan. Lưu Diễm Hồng nói, cậu lần này đã tặng tưởng Hồng Cương một cái ơn lớn rồi, tôi đã nói chuyện một lần với Đinh Lâm, con gái của Đinh Cao Sơn, Đinh Lâm hình như không có thiện cảm với tưởng Hồng Cương, cho nên tôi hoài nghi cô ta cho dù biết tờ giấy vay nợ này ở đâu thì cũng chưa chắc đã đồng ý lấy ra. Trương Dương nói, cho nên chị tìm tới tôi. Lưu Diễm Hồng nói, cậu không phải có quan hệ không tồi với tưởng Hồng Cương ư, giúp hắn một lần cũng nên mà, hơn nữa tưởng Hồng Cương sau khi biết chuyện này khẳng định sẽ cảm kích cậu cả đời. Trương Dương nói, cũng không có gì mà phải cảm kích cả, tôi cũng chẳng giúp gì hắn, nếu tờ giấy nợ thực sự tồn tại, tội trạng của hắn có phải là sẽ nhẹ đi một chút không? Lưu Diễm Hồng nói, Trương Dương, có muốn gặp mặt Tưởng Hồng Cương không? Trương Dương nói, hắn hiện tại không phải bị song quy ư? Tôi có tiện gặp mặt hắn không? Lưu Diễm Hồng nói, nói chuyện với hắn đi dù sao chuyện đã được làm sáng tỏ rồi song quy hắn cũng là để làm rõ chân tướng sự việc hiện tại đã làm rõ rồi tôi cũng cần phải trở về trương dương nói tôi hiện tại xem như đã hiểu rồi mục đích của tổ công tác các cô không phải là muốn tống tưởng hồng cương vào ngục chỉ cần kéo hắn xuống đài là được rồi lưu diễm hồng cười nói cậu nói bậy bạ gì đó cứ như chúng tôi cố ý tìm hắn gây phiền toái vậy trương dương nói rồi bọ không bâu chứng lành Tưởng Hồng Cương nếu tự kiểm điểm mình một chút thì cũng không rơi vào kết cục này. Lưu Diễm Hồng tức giận nói, "Số tiểu tử, quanh co lòng vòng mắng tôi có phải hay không?" Trương Dương cười nói, "Không dám, ý tứ của tôi là chỉ cần các chị muốn tìm thì không có cán bộ nào là không có lỗi." Lưu Diễm Hồng nói, "Hành vi của mình không đúng thì chớ trách chúng ta ủy ban kỷ luật chúng tôi tìm tật xấu." Nói tới đây điện thoại của cô ta vang lên lại là bí thư thị ủy Bắc Cảng Hạng Thành gọi điện thoại tới muốn mời cô ta ăn cơm, Lưu Diễm Hồng không chút do dự cử tuyệt luôn. Trương Dương nói, bí thư hạng gần đây rất khẩn trương. Lưu Diễm Hồng nói, hắn khẩn trương vì chỗ ngồi của mình, sau khi cung kỳ vĩ đến Bắc Cảng cục diện hắn độc đoán chuyên quyền chỉ sợ sẽ không còn nữa. Tuy rằng chỉ vài ngày không gặp mặt, tưởng Hồng Cương đã tiểu tụy đi rất nhiều, hắn xưa nay luôn chú trọng hình tượng bên ngoài hiện giờ tóc tai rối bù, cổ áo bẩn thỉu, cái cà vạt trước giờ luôn được thắt chỉnh tề giờ không biết cũng đi đâu rồi. Nhìn thấy Trương Dương tới, tưởng Hồng Cương có chút ngạc nhiên. Hắn không ngờ mình sau khi bị xong quy Trương Dương còn có thể tới đây thăm hắn, hắn nghĩ đến Trương Dương tai mắt thông thiên, mình hiện giờ thì là tù nhân. Tưởng Hồng Cương không khỏi thổn thức. Lưu Diễm Hồng và Trương Dương cùng nhau đi vào, nhìn tưởng Hồng Cương một cái rồi nói, tưởng Hồng Cương, Trương Dương tới đây thăm anh. Thuận tiện nói với anh một câu, Hắn đã tìm được tờ giấy vay nợ mà anh viết cho Đinh Cao Sơn. Nói xong cô ta nói với Trương Dương, hai người nói chuyện đi, nhưng đừng lâu quá. Tưởng Hồng Cương cúi đầu, cắn chặt môi, trong lòng lại kích động đến cực điểm, hắn biết câu nói kia của Lưu Diễm Hồng có nghĩa là gì, tìm được tờ giấy nợ đó thì có nghĩa là chuyện này xuất hiện chuyển cơ, tính chất đã thay đổi trên căn bản. Lưu Diễm Hồng đi rồi, Tưởng Hồng Cương mới ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt hắn tràn ngập vẻ cảm kích, nhìn Trương Dương Miệng giật giật, giọng nói khàn khàn cảm ơn. Trương Dương ngồi xuống đối diện Tưởng Hồng Cương, hắn từ trong túi lấy ra một bao thuốc, rút một điếu đưa cho Tưởng Hồng Cương, lại châm lửa cho hắn. Tưởng Hồng Cương rít một hơi, hắn thở hắt ra, tôi là vật hy sinh. Trương Dương nói, bình an là tốt rồi, công danh lợi lộc không phải là thứ chắc chắn, anh đừng nghĩ quá nhiều. Tưởng Hồng Cương nói, con người ta nếu không vấp ngã thì không thể nào thực sự giác ngộ được. Tôi từ lâu đã biết quyền lực rất dễ khiến cho người ta bị lạc hướng, nhưng cuối cùng vẫn không thể cự tuyệt được sự dụng của quyền lực, làm ra chuyện ngu xuẩn, ngu xuẩn đến cực điểm. chương 1803, Vật Hy Sinh ba Trương Dương nhìn vẻ mặt ảo não của tưởng Hồng Cương, đối với những lời này của hắn vẫn có chút công nhận, nếu tưởng Hồng Cương không té ngã, hắn sẽ không có được nhận thức như vậy. Tưởng Hồng Cương nói, Cao Sơn là bằng hữu tốt nhất của tôi, chuyện của hắn tôi cũng rất buồn, Hắn vẫn luôn giúp tôi, chỉ dựa vào chút tiền lương này của tôi thì tôi không thể đưa con gái tới nước Pháp học được, nhưng tôi thực sự không muốn tham ô, tôi còn muốn đi lên, tôi một mực cho rằng tôi còn có cơ hội, tôi không thể lấy tương lai của mình ra mạo hiểm được. Trương Dương nói, tôi tin. Tưởng Hồng Cương tràn ngập cảm kích nhìn Trương Dương, rất ít người tin tôi, nhất là vào những lúc như thế này, một quan viên một khi bị liên quan tới hủ bại, người khác trốn còn không kịp, căn bản sẽ không tin anh, lại càng không nghĩ đến đi giúp anh hắn phả khói thuốc, chân thành nói với Trương Dương, Trương Dương, cảm ơn anh, bất kể anh thấy tôi thế nào thì tôi vẫn coi anh là bằng hiếu, vĩnh viễn. Phần nhân tình này của Trương Dương cũng không nhỏ, nếu không phải hắn tìm lại được tờ giấy vay nợ này thì tưởng Hồng Cương chắc không thể nói rõ kinh phí lưu học của con gái từ chỗ nào mà có, tính chất của chuyện này khẳng định sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trương Dương nói, bí thư tưởng, chuyện đã qua rồi, tôi nghĩ sẽ không quá nghiêm trọng đâu. Tưởng Hồng Cương cười khổ lắc đầu, sau khi trải qua chuyện này tôi đã đánh mất lòng tin đối với quan trường rồi trương dương tin những lời này của tưởng hồng cương xuất phát từ chân tâm thật ra cho dù tưởng hồng cương vẫn ôm kỳ vọng đối với quan trường thì hiện thực cũng sẽ dập nát kỳ vọng của đưa hắn tuy rằng giấy vay nợ thực sự tồn tại nhưng chuyện này cũng sẽ trở thành một vết ô lớn trong đời hắn tưởng hồng cương có câu nói không sai hắn là vật hy sinh tống hoài minh tống hoài minh muốn động đến bắc cảng đã rất lâu rồi chỉ là một mình không tìm thấy cơ hội thích hợp để Trương Dương đến Tân Hải là để chôn xuống một phục bút để cải cách Bắc Cảng. Bước thứ hai của Tống Hoài Minh chưa hề nghĩ sẽ bắt đầu từ ai, đúng vào lúc này tưởng Hồng Cương lại lọt vào tầm mắt của y. Mục đích tưởng Hồng Cương tới tìm Tống Hoài Minh là để lấy lòng, là để tăng thêm ấn tượng, hắn muốn thông qua quan điểm pháp trị Bắc Cảng của mình để đạt được sự công nhận của Tống Hoài Minh, từ đó đạt được sự thưởng thức của bí thư Tống, cũng chỉ có như vậy hắn mới có thể có thực lực cạnh tranh với Cung Hoàn Sơn, nhưng mà tưởng Hồng Cương cũng không ngờ, có những lúc dẫn tới sự chú ý của lãnh đạo chưa chắc đã là chuyện tốt gì, chút tâm tư đó của hắn tất cả đều bị Tống Hoài Minh nhìn thấy, rồi sau đó chuyện hắn ở Đông Giang thường xuyên bái phỏng lãnh đạo tỉnh cũng truyền tới tai. Hạng thành, hạng thành cho hắn một hạ máu uy, trong cơn gió lốc lần này vừa hay lại xảy ra chuyện của huynh đệ Đinh Thị, đối tới thời khắc tưởng Hồng Cương bị song quy hắn mới chính thức cảm thấy đạo lý hỏa vô đơn chí phúc vô song trí. Người ở trong quan trường giống như bèo trôi, vận mệnh không phải là anh nắm trong tay. Trải qua sự kiện song quy này, tưởng Hồng Cương đã không còn có bất kỳ chờ mong nào đối với tiền đồ và vận mệnh của mình, hắn ở trong tiềm thức đã tiếp nhận vận mệnh, vận mệnh của vật hy sinh. Trương Dương nói, gần đây bên ngoài đồn đại rất nhiều, có người nói hai huynh đệ Đinh Cao Sơn là chết vì xã hội đen đánh nhau. Tưởng Hồng Cương nói, tôi quen Cao Sơn nhiều năm như vậy, không biết hắn đã làm chuyện trái pháp luật. Tưởng Hồng Cương không thể giúp đỡ trong vấn đề của Đinh Cao Thăng, một mực bị hắn coi là chuyện đáng ăn ăn, lúc này huynh đệ Đinh Thị tuy rằng đã chết, nhưng tưởng Hồng Cương vẫn không nói xấu họ nửa chữ, trong điểm này tưởng Hồng Cương vẫn rất trượng nghĩa. Trương Dương nói, ngày đưa tang huynh đệ Đinh ra tôi cũng tới đi tham gia lễ tang, có người tên là Đồng Chính Dương tới gây sự, kết quả bị tôi đánh cho một trận. Tưởng Hồng Cương nói, tôi cũng từng nghe nói tới người đó, hình như là ông chủ của một quán karaoke nào đó, năm đó cũng từng phong quang nhất thời ở Tân Hải, về sau xảy ra một số xung đột với huynh đệ Đinh gia, trong chuyện sinh ý, chính lúc đó hắn lại bị người ta phục kích, cắt gân chân, cho nên hắn nhận định là huynh đệ Đinh gia làm, lúc ấy cảnh sát cũng đã điều tra, về sau lại tìm được hung thủ, chứng thực không liên can tới huynh đệ Đinh gia. Trương Dương mỉm cười nói, không liên quan là tốt, có điều hiện tại mọi người đã chết rồi, chuyện gì cũng đều đã xong, đồng chính Dương đó thật sự là đê tiện không ngờ tới khi dễ cô nhi quả phụ của Đinh ra, tôi thấy trướng mắt nên đánh hắn một trận. Tưởng Hồng Cương miễn cưỡng mỉm cười, bí thư Trương Thủy Trung vẫn ân cửu dứt khoát như vậy, trong quan trường người giống anh không nhiều lắm. Tưởng Hồng Cương thầm nghĩ trong lòng, Trương Dương sở dĩ có thể dám nghĩ dám làm như vậy, nguyên nhân là chỗ dựa sau lưng hắn, trong quan trường, không có chỗ dựa thì có nghĩa là không có để khí, không nhìn thấy hy vọng. Tưởng Hồng Cương nói, chờ tôi có một ngày được tự do rồi, chuyện thứ nhất tôi phải làm chính là tới viếng mộ cao sơn trương dương nói các anh là bạn tốt nên làm như vậy tưởng hồng cương thở dài nói khoản tiền mà tôi nợ hắn tôi sẽ dùng cả đời để trả lại hắn nhìn trương dương nói người ta cả đời thật ra rất khó gặp được bằng hữu chân chính đối với tôi mà nói cao sơn tính là một anh cũng là một trương dương nói bí thư tưởng vẫn luôn chiếu cố tôi tôi giúp đỡ anh cũng là điều nên làm mà Tưởng Hồng Cương nói, Trương Dương, tôi cho anh một lời khuyên, chuyện của bác cảng anh đừng nhúng vào. Trương Dương hơi ngẩn ra, không biết tưởng Hồng Cương vì sao muốn nói như vậy. Tưởng Hồng Cương nói khẽ, anh và tôi bất đồng, anh trẻ tuổi, anh có rất nhiều cơ hội, bác cảng đối với anh mà nói chỉ là một trạm dừng chân ngắn trong sĩ đồ, không cần dồn quá nhiều tinh lực vào đây, nếu không chỉ làm chậm trễ thời gian của anh, kinh doanh tốt Tân Hải, không lâu nữa anh sẽ tới một địa phương mới để thượng nghiệp trương dương mỉm cười nói thật ra bất kỳ chuyện gì rồi cũng sẽ có người đi làm tưởng hồng cương nói nước biển của bắc cảng rất sâu nói xong câu đó tưởng hồng cương liền dập thuốc lá nhắm mắt lại không nhìn trương dương nữa ý tứ của hắn rất rõ ràng hắn không muốn tiết lộ gì với trương dương hắn cảm tạ trương dương đã giúp mình tìm lại tờ giấy vay nợ đó nhưng hắn cho rằng hôm nay trương dương gặp mặt mình là lưu diễm hồng cố ý an bài bọn họ muốn từ chỗ mình moi một số tin tức của bắc cảng tưởng Hồng Cương đã hết lời rồi, một vật hy sinh đã đến lúc nơi rời khỏi sân khấu chính trị. Trương Dương rời khỏi phòng của tưởng Hồng Cương, tới phòng Lưu Diễm Hồng, nói với cô ta, thính trưởng Lưu, có phải vẫn luôn nghe lén tôi và tưởng Hồng Cương nói chuyện hay không? Lưu Diễm Hồng nói, thứ vớ vẩn tôi lười chẳng buồn nghe, đã là cậu giúp hắn tìm lại tờ giấy vay nợ đó thì phải để hắn nhớ nhân tình của cậu. Trương Đại Quan Nhân nói, nói như vậy, hình như tôi còn thiếu chị một cái nhân tình. Lưu Diễm Hồng cười nói, cậu không cần phải nhắc nhở tôi, trong chuyện này tôi thiếu cậu một nhân tình, sớm muộn gì tôi cũng sẽ trả, hay là thế này đi, để tôi về nói riêng với bí thư tố với, xem xem có thể thưởng gì cho cậu không. Trương đại quan nhân cười nói, hai người nói chuyện riêng với nhau không sợ xảy ra chuyện xấu gì à? Lưu Diễm Hồng mặt xấu hổ đến đỏ bừng, sẳng giọng, số tiểu tử, muốn chết à? Chương 1804, gánh nặng đường xa một. Trương Đại Quan Nhân cười ha ha ra khỏi khách sạn Hinh Hương Viên, ở Bình Hải người dám nói đùa như vậy với Phó Bí Thư ủy ban kỷ luật Lưu Diễm Hùng thực sự là không nhiều lắm. Nghĩ đến gặp mặt Nguyên Hòa Hạnh Tử, Trương Đại Quan Nhân trong lòng vẫn rất mâu thuẫn, bình tĩnh mà xem xét thì hắn rất chờ mong được gặp Nguyên Hòa Hạnh Tử, mỗi lần nhìn thấy Nguyên Hòa Hạnh Tử, hắn đều sẽ sinh ra một loại cảm giác như cố dai đồng sống lại, nhưng sau khi gặp mặt Nguyên Hòa Hạnh Tử, hắn lại cảm thấy trong lòng trống rỗng, không khỏi gợi lên tình cảnh khi hắn ở chung với cố gia đồng ngày xưa, thật sự có thể nói là gặp một lần thì thương cảm một lần. trước khi tới bạch đảo, trương dương đã suy nghĩ thấu triệt chuyện này, tiêu quốc thành muốn gặp mặt hắn tuyệt đối không phải là để nói chuyện phiếm, y hiện tại đang hợp tác với nguyên hòa hạnh tử, an bài lần gặp mặt này cũng là để tiến thêm một bước câu thông với trương dương về vấn đề đấu thầu cảng phước long. tất cả quả nhiên không ngoài sở liệu của trương dương, lần này gặp mặt là nguyên hòa hạnh tử chủ động đề xuất cách ăn mặc của Nguyên Hòa Hạnh tử tiết nhiều có chút đảo lộn ấn tượng của Trương Dương đối với cô ta, mặc đồ màu vàng, khí chất trung tính vô cùng mãnh liệt, tóc vén dưới mũ lưỡi chai, có điều ý nhị nữ nhân vẫn không thể bị triệt để che đi. Khi Trương Dương đến, cô ta và Tiêu Quốc Thành đang ngồi ở dưới tán che nắng của bãi biển bàn bàn đó. Trong thời tiết trời trong nắng ấm như vậy quả thật là lúc nên hưởng thụ không khí trong lành ở bên ngoài. Tiêu Quốc Thành nhìn thấy Trương Dương thì cười 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 đứng dậy, bí thư Trương tới rồi. Trương Dương gật đầu, mỉm cười bắt tay với Tiêu Quốc Thành. Nguyên Hòa hạnh tử cũng đứng lên, cười cười với Trương Dương, nụ cười của cô ta khiến Trương Dương sinh ra một loại cảm giác xa cách, hắn lặng lẽ nói với mình, người trước mắt không phải là Cố Gia Đồng, nếu không trong ánh mắt của cô ta sẽ không lộ ra vẻ xa lạ như vậy. Sau khi ba người ngồi xuống thì Tiêu Quốc Thành sai người pha trà cho Trương Dương, y nói khẽ, bí thư Trương hôm nay mời anh tới là để nhắc lại chuyện xưa, vẫn là chuyện về cảng Phước Long trương dương cười nói tiêu tiên sinh trước mắt ban chiêu thương đang làm phương án đấu thầu mấy ngày nữa sẽ công bố xin anh cứ bình tĩnh chớ vội tiêu quốc thành cười nói không phải là tôi vội hôm nay nguyên hòa phu nhân đặc biệt muốn cùng gặp mặt bí thư trương đem kế hoạch đầu tư tương lai của cô ta tham thảo một chút với bí thư trương trương dương cười nói tốt ánh mắt hắn nhìn lên trên mặt nguyên hòa hạnh tử nguyên hòa hạnh tử mỉm cười di động của tiêu quốc thành vừa hay đổ chuông Y đứng dậy nói, hai người nói chuyện nhé, kế hoạch đầu tư xây lại cảng Phước Long tôi chỉ phụ trách đầu tư, vấn đề chuyên nghiệp thì tôi không hiểu. Trương Dương nhìn Tiêu Quốc Thành đi xa, không khỏi bật cười. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, bí thư Trương cười gì vậy? Trương Dương nói, Nguyên Hòa Phu Nhân muốn tìm tôi vì sao không trực tiếp tới mà phải thông qua Tiêu Tiên Sinh. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, bởi vì trước đây thủ hạ của tôi đã đắc tội với Trương Tiên Sinh, tôi lo lắng trong lòng Trương Tiên Sinh có khúc mắc, chưa chắc đã chịu trực tiếp tham thảo với tôi trương dương cười nói trong mắt phu nhân lòng giả của tôi hẹp hòi như vậy ư nguyên hòa hạnh tử lắc đầu tôi không phải nghĩ bí thư trương hẹp hòi trên thực tế là việc cái đám thuộc hạ không ra gì của tôi năm ba lượt tìm anh gây phiền cho nên trong lòng tôi rất áy náy trương dương uống ngụm trà rồi nói phu nhân không cần áy náy phục bộ nhất sinh công kích tôi cũng không phải là phu nhân bày mưu đặt ghế cô không cần gánh vác trách nhiệm thay Nguyên Hòa Hạnh Tử thở dài nói: Tôi về sau mới biết giữa anh và gia tộc Phục Bộ có thù, là tôi sơ sót. Trương Dương cười nói: Việc nhỏ thôi, huống chi tôi cũng chẳng chịu thiệt. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: Phó công của Bí thư Trương thực sự rất lợi hại. Trương Dương mỉm cười nói: Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thiên hạ to lớn, cao thủ ẩn tàng không biết có bao nhiêu người, với chút công phu này của tôi cũng chỉ đủ để tự bảo vệ mình thôi. Bí thư Trương thật sự là rất khiêm tốn. Trương Dương chuyển về chính đề, Nguyên Hòa phu nhân tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì? Nguyên Hòa hạnh tử nói, tôi nghe tập đoàn tinh nguyệt phái đại biểu tới đây, có ý đầu tư vào cảng Phước Long. Trương Dương gật đầu nói, người đã tới rồi, đang chuẩn bị tham gia đấu thầu. Nguyên Hòa hạnh tử nói, thứ cho tôi nói thẳng, tôi cho rằng bí thư Trương làm vậy không có ý nghĩa gì. Trương Dương mỉm cười nhìn cô ta, lặng lặng chờ đợi cô ta nói tiếp nguyên hòa hạnh tử nói trung tâm hậu cần và cảng vận chuyển hàng hóa bản thân đã là gắn kết với nhau nếu có thể điều phối quản lý thống nhất hiệu suất sẽ rất rõ ràng nếu phân biệt chia cho hai nhà như vậy việc phối hợp giữa hai bên khó tránh khỏi xuất hiện vấn đề bí thư trương nếu giao trung tâm hậu cần cho tiêu tiên sinh thì vì sao phải lấy cảng phước long ra đấu thầu nữa đây là chỗ mà tôi nghĩ mãi không hiểu trương dương nói chuyện sinh ý tôi không hiểu sự vụ cụ thể của khu bảo lưu thuế nhập khẩu đã có chuyên gia phụ trách trước mắt công tác chiêu thương và công khai đấu thầu của chúng tôi do ban chiêu thương phụ trách. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, tôi chỉ là đề nghị thôi, từ quan điểm lâu dài cho thấy thì nên tiến hành quản lý thống nhất trung tâm hậu cần và cảng Phước Long. Trương Dương nói, trung tâm hậu cần là tiêu tiên sinh làm, cho dù giao cảng Phước Long cho hắn làm thì hắn cũng sẽ hợp tác với các cô, ở phương diện quản lý xây dựng cảng, tiêu tiên sinh cũng không có kinh nghiệm gì. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, sự hợp tác giữa chúng tôi luôn luôn rất tốt đẹp, Trương Dương mỉm cười nói, "Tiêu tiên sinh hợp tác tốt đẹp với các cô, cũng có thể hợp tác vui vẻ với những người khác. Tôi vẫn nói câu đó, công khai đấu thầu, cạnh tranh công bình." Nguyên Hòa hạnh tử gật đầu, "Trương tiên sinh thật sự là đại công vô tư." Trương Đại Quan Nhân cười nói, "Chút cảnh giới này tôi vẫn phải có." Sau khi ăn cơm xong, Nguyên Hòa hạnh tử đi trước, Tiêu Quốc Thành giữ Trương Dương lại. Trương Dương theo lý thì vẫn rất hòa hợp với Tiêu Quốc Thành, Trương Dương có chút khó hiểu nói, tiêu tiên sinh, cuộc gặp mặt ngày hôm nay có phải là quá vô ích không? Nếu biết Cảng Phước Long khẳng định sẽ canh tranh công khai thì vì sao còn muốn an bài Nguyên Hòa Hạnh Tử và tôi gặp mặt để bàn chuyện này? Tiêu Quốc Thành nói, tinh nguyệt đầu thầu, nội dung thư chúng tôi đã hiểu, điều kiện của bọn họ quả thực hậu đãi hơn chúng tôi, cho nên Nguyên Hòa Hạnh Tử muốn nói chuyện với anh để xem thái độ của anh. Trương Dương cười nói, thái độ của tôi ư tiêu quốc thành gật đầu nói bất kỳ một cuộc buôn bán nào muốn thành công cũng phải coi trọng mỗi một chi tiết trương dương nói phía tập đoàn tinh nguyệt cũng là quan hệ cũ của tôi tôi trong chuyện này sẽ tận lực làm công bằng tiêu quốc thành cười nói tôi tin trương dương nói tôi vẫn không rõ mục đích cô ta gặp mặt tôi là gì tiêu quốc thành rất xảo hoạt tôi cũng không biết nguyên hòa phu nhân làm việc thật sự rất kín cho dù tôi hỏi cô ta thì cô ta cũng chưa chắc đã chịu nói trương dương nói tiêu tiên sinh và cô ta quen nhau lâu rồi à tiêu quốc thành lắc đầu nói vẫn là thông qua mạch kỳ nhi vốn tôi không có ý với hạng mục cảng có điều đã xem qua kế hoạch của cô ta tôi phát hiện hạng mục cảng rất có tương lai có điều nhìn thấy cạnh tranh kịch liệt như vậy tôi lại bắt đầu có ý rút lui trương dương cười nói đấu thầu vẫn chưa bắt đầu ngài đã nhụt trí rồi ư tiêu quốc thành nói không phải nhụt trí kết quả cạnh tranh sẽ chỉ không ngừng kéo tụt lợi nhuận cho dù chúng tôi khổ sở đấu thầu thành công, đến cuối cùng lợi nhuận còn lại cũng chẳng được bao nhiêu, vậy thì làm làm gì? Trương Dương nói, không ai làm buôn bán lỗ vốn cả. Tiêu Quốc Thành nói, người vĩnh viễn không lỗ vốn chính là nhà cái, cho nên trước mặt các anh, những người làm ăn chúng tôi vĩnh viễn đều là kẻ yếu. Trương đại quan nhân bật cười ha ha, cười một hồi lâu mới dừng lại, Tiêu tiên sinh nói chúng tôi mới là nhà cái chân chính. Tiêu Quốc Thành mỉm cười Trương Dương nói, đất là của quốc gia, chúng tôi chỉ là quản lý thay vì quốc gia. Tiêu Tiên Sinh từng nói, làm quan cũng là một loại kinh doanh, tôi nếu kinh doanh lỗ đổ của quốc gia thì như vậy tôi chính là quan viên không xứng trước rồi. Tiêu Quốc Thành nói, anh sẽ là một vị quan tốt. Trương Dương nói, thật ra tôi hiện tại phát giác dùng tốt hoặc xấu để định nghĩa một quan viên thì có chút không rõ ràng, tiêu chuẩn đánh giá quan viên phải là hắn kinh doanh có thành công không, trên cơ sở đảm bảo lợi ích kinh tế cố gắng giành được lợi ích xã hội, nếu hai cái đều có thể làm tốt thì như vậy hắn mới có thể được cho là một vị quan tốt, tôi không biết mình có năng lực này hay không, nhưng tôi sẽ tận lực mà làm." Tiêu Quốc Thành nói, anh rất thực tế, không giống với đa số quan viên Bắc Cảng. Trương Dương cười nói, Tiêu tiên sinh rất hiểu ban lãnh đạo Bắc Cảng ư? Tiêu Quốc Thành nói, hiểu một chút. Trương Dương nói, Tiêu tiên sinh thấy thế nào về phát triển của cục diện chính trị Bắc Cảng? Tiêu Quốc Thành cười nói, Bí thư Trương Lời này phải là tôi hỏi anh mới đúng." Trương Dương cười nói, nếu là về Tân Hải thì tôi có thể trả lời. Chương 1805, gánh nặng đường xa 2. Tiêu Quốc Thành nói, thân là một thương nhân, tôi đương nhiên hy vọng chính đàn Bắc Cảng sẽ yên ổn, bất kể thương nhân hay là người dân, bất kể làm sinh ý lớn hay nhỏ, chúng tôi đều chỉ là một con tôm con tép, sinh hoạt tại ở phiến hải vực Bắc Cảng này, nếu sóng to gió lớn tới, mọi người cũng không có gì ăn không khỏi còn bởi vì trận phong ba này mà táng mạng. Trương Dương nói, nói chuyện với tiêu tiên sinh luôn khiến tôi học được rất nhiều thứ. Tiêu Quốc Thành nói, ba người đi tất có một người là thầy, trên người mỗi người đều có thứ gì đó đáng để người khác học tập. Cung kỳ vĩ chỉ dùng ba ngày để giao lại toàn bộ công tác của Nam Tích, đương nhiên cái này có liên quan tới sự phối hợp chặt chẽ của ban lãnh đạo Nam Tích. Cung kỳ vĩ không định để người nhà tới Bắc Cảng, Dương Ninh có công tác, con gái cung nhã Hinh đang học ở Nam Tích, huống chi bắc cảng bên kia tựa hồ cũng không yên ổn. Trạm thứ nhất của cung kỳ vĩ là Đông Giang, dựa theo yêu cầu của Bộ trưởng Tổ chức Tiêu Nãi Vượng, hắn tới tỉnh Lý báo danh trước, sau đó Tiêu Nãi Vượng sẽ tự mình dẫn hắn tới Bắc Cảng Thượng nghiệp Sau khi cung kỳ vĩ làm xong thủ tục tương quan ở Bộ Tổ chức tỉnh thì Tiêu Nãi Vượng bảo hắn tới văn phòng của Bí Thư tỉnh ủy một chuyến, Bí Thư tỉnh ủy Tống Hoài Minh đang ở đó chờ hắn. Cung Kỳ Vĩ biết mình như vậy lần này sở dĩ được phái tới Bắc Cảng là vì tỉnh ủy bí thư Tống tự mình điểm danh, điều này thể hiện rõ sự coi trọng của Tống Hoài Minh đối với hắn. Hắn quả thực cũng có chút muốn gặp Tống Hoài Minh, muốn thông qua lần gặp này để hiểu rõ ý đồ chân chính mà bí thư Tống phái mình tới Bắc Cảng. Tống Hoài Minh rất hoan nghênh Cung Kỳ Vĩ đến, y vô cùng thưởng thức loại cán bộ làm việc thật như Cung Kỳ Vĩ. Khác với Tưởng Hồng Cương, Cung Kỳ Vĩ là người nói được làm được, hơn nữa quyết đoán hơn người lúc trước ở Nam Tích mà Từ Quang Nhiên chiếm địa vị chủ đạo tuyệt đối, Cung Kỳ Vĩ có gan đấu tranh cứng đối cứng với y, đã chứng tỏ cá tính mãnh liệt của Cung Kỳ Vĩ. Một cán bộ có cá tính mãnh liệt chưa chắc đã là một cán bộ tốt, nhưng cán bộ không có cá tính đa số đều là trung dung và bình phàm. Sau khi Cung Kỳ Vĩ ngồi xuống thì cười nói, Bí Thư Tống, ngài lần này khiến cho tôi trở tay không kịp, tống hoài minh nói một đảng viên tùy thời phải chuẩn bị nghe đảng triệu hồi anh không thể ngay cả chút giác ngộ này cũng không có chứ cung kỳ vĩ nói chính là cảm thấy có chút đột ngột dù sao trên tay tôi còn có công tác của cảng nước sâu tống hoài minh cười nói chính là vì anh ở công trình cảng nước sâu biểu hiện ra năng lực quản lý quá nổi bật cho nên mới đạt được sự công nhận nhất trí của ban lãnh đạo chúng tôi cung kỳ vĩ nói bí thư tống tôi không có ý kiến gì với lần điều động này đúng như ngài nói khi đảng gọi tôi, tôi nên phục tùng vô điều kiện. Nhưng tôi muốn hỏi một câu, tôi lần này có phải nên chuẩn bị sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm hay không? Tống Hoài Minh bật cười ha ha, y rời khỏi vị trí của mình, tới bên cạnh cung kỳ vĩ rồi ngồi xuống, nói khẽ kỳ vĩ à. Thu nhập kinh tế tổng hợp của Bắc Cảng trước mắt là xếp thứ nhất từ dưới lên, tỷ lệ tội phạm cũng cao nhất toàn tỉnh, với điều kiện địa lý của Bắc Cảng, vốn không nên như vậy. Cung Kỳ Vĩ nói, bởi vì lần bổ nhiệm này có chút đột nhiên, tôi hai ngày nay bận giao lại công tác, vẫn chưa tìm hiểu sâu về tình huống của Bắc Cảng. Cung Kỳ Vĩ vẫn biểu hiện khá thận trọng, dù sao hắn vẫn chưa chính thức đến Bắc Cảng đến nhận chức, không có quyền lên tiếng đối với Bắc Cảng. Tống Hoài Minh nói, tình huống của Bắc Cảng có thể dùng 8 chữ để khái quát, quản lý hỗn loạn, xu thế quá cong. Đây không phải là vấn đề của một hai người mà là đoàn đội quản lý xuất hiện vấn đề, anh lần này tới Bắc Cảng thượng nhiệm Đúng là nhiệm vụ gian khổ, anh phải làm tốt chuẩn bị tư tưởng, phải chuẩn bị thừa nhận áp lực từ các mặt." Cung Kỳ Vĩ nói, nghe ngài nói như vậy, trong lòng tôi thực sự có chút sợ sợ. Tống Hoài Minh cười nói, anh mà biết sợ ư? Cung Kỳ Vĩ anh không phải có tiếng là phái cải cách, có tiếng gan lớn ư?" Cung Kỳ Vĩ nói, gan lớn cũng cần để khí, trong lòng tôi hiện tại lại chẳng có tí nào. Tống Hoài Minh biết những lời này của Cung Kỳ Vĩ là nói cho mình nghe y gật đầu nói, anh cần để khí thì tôi cho anh, chỉ cần anh phóng tay mà làm, xảy ra vấn đề tôi chịu. Cung kỳ vĩ đang đợi câu này của Tống Hoài Minh, hắn cười nói, có những lời này của ngài thì tôi an tâm rồi. Tống Hoài Minh nói, chuyện của tưởng Hồng Cương Anh đã nghe nói chưa? Cung kỳ vĩ gật đầu nói, tôi nghe nói hắn bị song quy. Vấn đề cụ thể vẫn đang điều tra, tôi không nói chuyện tưởng Hồng Cương phạm sai lầm, tôi nói chuyện trong công tác của hắn tồn tại vấn đề, Người này miệng lưỡi không tồi, một đoạn thời gian trước tới Đông Giang hoạt động dày đặc, mục đích rất rõ ràng, hắn muốn thông qua phương thức này để giành được thiện cảm của ban lãnh đạo. Mọi người đều biết, Bí thư thị ủy Bắc Cảng Hạng Thành cũng sắp về hưu rồi, mà người kế nhiệm hắn tất nhiên sẽ trở thành tiêu điểm, Tưởng Hồng Cương muốn nhậm chức, một người bình thường không nỗ lực. Chỉ dựa vào ôn vội trước khi thi mà có thể giành được thành tích tốt ư? Tống Hoài Minh lắc đầu, đám người chúng tôi không phải là dễ che mắt chúng tôi vẫn một mực chú ý tới nhất cử nhất động của các anh, đám cán bộ cấp thành phố các anh ai có năng lực, ai không có năng lực, ai thật thà làm việc, anh lười biếng, trong lòng chúng tôi rõ hết. Tống Hoài Minh nói đến đây thì lộ ra vẻ kích động, tay y gõ lên bàn mấy cái, tôi thủy chung cho rằng, một quan viên không nên bỏ tinh lực chủ yếu vào làm như thế nào để thăng quan, phải nhìn vào công tác trên đầu, phải không làm thất vọng chức vị của mình, chức quan không phải là ván cầu, không phải bình đài để đưa anh lên cao, đảng đặt anh ở vị trí nào thì anh phản tận chức trách với vị trí đó, phải làm tốt chuyện nên làm. Cung kỳ vĩ nghe rất nghiêm túc. Tống Hoài Minh nói tưởng Hồng Cương quả thực có chút tiểu thông minh vặt, nhưng hắn ở Bắc Cảng nhiều năm như vậy mà chẳng làm được chính sự gì. Phương pháp quản lý của hạng thành đã không thích hợp với thời đại hiện giờ, mà Cung Hoàn Sơn nhiều lúc chỉ sắm vai kẻ phụ họa. Người này không hề có chủ kiến, không gánh được trách nhiệm lớn, kỳ vĩ, Tôi không giấu gì anh, mục đích tôi đưa anh tới Bắc Cảng chính là muốn để anh thay thế Hạng Thành." Trong lòng Cung Kỳ Vĩ không khỏi có chút kích động, những lời này của Tống Hoài Minh chẳng khác nào nói rõ để hắn tới Bắc Cảng không chỉ để nhậm chức của Tưởng Hồng Cương, mục đích cuối cùng là muốn để thay thế Hạng Thành, sự tín nhiệm này càng biểu lộ rõ sự coi trọng của Tống Hoài Minh đối với hắn, kẻ sĩ vì người chi kỳ mà chết, Cung Kỳ Vĩ lúc này cảm xúc minh mông, vì những lời này của Tống Hoài Minh, mặc kệ công tác ở Bắc Cảng gặp bao nhiêu khó khăn hắn cũng sẽ không chút do so dự tiến về phía trước cung kỳ vĩ nói bí thư tống ngài yên tâm đi tôi sẽ cố gắng làm tốt công tác không khiến anh thất vọng không để nhân dân bắc cảng thất vọng tống hoài minh sửa lại không phải cố gắng mà là nhất định cung kỳ vĩ nói bí thư tống tôi có một yêu cầu nho nhỏ tống hoài minh mỉm cười nói nói đi chỉ cần tôi có thể làm được thì sẽ tận lực thỏa mãn anh cung kỳ vĩ nói tôi muốn lặng lẽ tới bắc cảng báo danh Tống Hoài Minh nói: Anh không cần bí thư Tiêu đi cùng anh ư? Cung Kỳ Vĩ gật đầu nói: Không cần thiết phải hưng sư động chúng. Tôi đi một mình, đợi lát nữa nhận được giấy bổ nhiệm tôi sẽ ngồi xe tới Bắc Cảng. Tống Hoài Minh lập tức minh bạch ý tứ của Cung Kỳ Vĩ. Nếu Tiêu Nãi vượng đi cùng hắn, khẳng định sẽ kinh động tới không ít quan viên Bắc Cảng. Cung Kỳ Vĩ xem ra là muốn làm việc từ tốn, trước tiên tìm hiểu một số tình huống đã. Tống Hoài Minh gật đầu nói: Được, tôi lát nữa sẽ nói một tiếng với bí thư Tiêu tiêu nãi vượng vốn cũng không muốn tới bắc cảng sở dĩ tống hoài minh muốn y tới là muốn ở trước mặt cán bộ bắc cảng cường điệu một chút sự coi trọng của tỉnh lý đối với cung kỳ vĩ đương nhiên còn có một nguyên nhân khi trương dương tới tân hải nhậm chức bí thư huyện ủy chính là do tiêu nãi vượng tự mình đưa đi hiện tại cung kỳ vĩ muốn tới làm phó bí thư thị ủy bắc cảng đương nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia nhưng cung kỳ vĩ cũng có suy nghĩ riêng của mình ý nghĩa lần này tới bắc cảng rất không tầm thường phó bí thư thị ủy tưởng hồng cương bị song quy không nói tới những nguyên nhân sâu nhất. Trước khi tưởng Hồng Cương bị song quy ý đồ muốn ngưu đồ ngai vàng bí thư thị ủy của hắn rất rõ ràng, mà Hạng Thành và Cung Hoàn Sơn cũng lập tức tiến hành phản kích. Mình ở vào những lúc như thế này tới Bắc Cảng, nhất định ngay từ đầu sẽ đứng ở phía đối lập với nhiều người. Bí thư thị ủy Hạng Thành sẽ tràn ngập lòng đề phòng đối với mình, mà thị trưởng Cung Hoàn Sơn ngay từ đầu cũng sẽ coi mình là đối thủ, những điều này cung kỳ vĩ không thể thay đổi, nếu tỉnh lý để tiêu nãi vượng cùng hắn tới, Tuy rằng trên một mức độ nào đó sẽ có ý tứ trợ uy cho hắn, nhưng sự ủng hộ của cao tầng như thế này sẽ có thể kích khởi tình tự mâu thuẫn lớn hơn nữa của ban lãnh đạo Bắc Cảng. Cung Kỳ Vĩ tuy rằng không phải là một người sợ phiền phức, nhưng hắn không muốn mình bắt đầu theo sự an bài của tỉnh lý. Từ giờ trở đi, hắn đã tiếp nhận sự thật trở thành phó bí thư thị ủy Bắc Cảng, nếu tất cả thuận lợi thì hắn có thể thông qua được khảo hạch của lãnh đạo tỉnh, như vậy không lâu nữa hắn sẽ tiếp nhận vị trí của hạng thành, trở thành bí thư thị ủy Bắc Cảng. Cung kỳ vĩ phải dựa theo phương thức của mình để làm việc, hắn không chỉ phải đảm đương người chấp hành mệnh lệnh của thượng cấp, mà cũng phải có chủ kiến của bản thân, hắn phải từ từ trở thành người cầm quyền của Bắc Cảng trong tương lai. chương 1806, Gánh nặng đường xa 3 Sĩ đồ của cung kỳ vĩ còn rất dài, một người muốn đi xa thì không thể vĩnh viễn dựa vào gậy, quan trọng hơn là phải dựa vào chính mình. Sau khi cung kỳ vĩ trao đổi với lãnh đạo ở Đông Giang, Ngồi chuyến xe lửa buổi chiều hôm ấy tới Bắc Cảng, trên vé tàu có ghi, thời gian tới Bắc Cảng chắc là 9 giờ 20 phút tối. Trước khi Cung Kỳ Vĩ lên xe đã gọi điện thoại cho Trương Dương, hắn nói với Trương Dương thời gian mình đến, với quan hệ giữa bọn họ thì căn bản không cần phải khách khí, ý tứ của Cung Kỳ Vĩ là bảo đi đón hắn. Trương đại quan nhân nghe thấy phó bí thư Cung hôm nay sẽ giá lâm Bắc Cảng thì vui sướng vô cùng, Cung Kỳ Vĩ và hắn có quan hệ vừa là thầy vừa là bạn, bọn họ rất thích nhau. Cung Kỳ Vĩ đến Bắc Cảng đối với hắn mà nói thì chính là một chuyện tốt, hắn có thể thoải mái mở ra một mảng thiên địa ở Bắc Cảng. Cung Kỳ Vĩ ở trong điện thoại đã dặn dò Trương Dương đừng nói tin tức hắn tới Bắc Cảng ra. Trương Dương minh bạch, Cung Kỳ Vĩ lần này định cải trang vi hành. Nếu Cung Kỳ Vĩ đã dặn thì hắn đương nhiên phải tôn trọng ý kiến của Cung Kỳ Vĩ, tối hôm đó một mình lái xe tới nhà ga Bắc Cảng, không ngờ xe lửa tới muộn, đợi tới 10 giờ mới tới, Trương Dương chạy đến sân ga đón Cung Kỳ Vĩ nhìn thấy cung kỳ vĩ sách một túi du lịch màu đen thì không khỏi cười nói, bí thư, đơn giản như vậy thôi ư. Cung kỳ vĩ nói, không đơn giản sao chứng tỏ được sự thanh liêm của tôi. Trương Dương nói, tôi, tôi thay mắt toàn thể nhân dân Bắc Cảng hoan nghênh cung đại thanh thiên đến. Cung kỳ vĩ cười một tiếng, từ chối yêu cầu sách đồ hộ của Trương Dương, túi cũng không nặng, hắn đi theo Trương Dương rời khỏi nhà ga theo đường khách quý, tới xe Việt giã của Trương Dương, vỗ vỗ túi du lịch nói tôi chuẩn bị sáng mai tới thị lý báo danh. Trương Dương nói, tốt lắm, tôi tối nay sẽ đón gió tẩy trần cho anh. Cung Kỳ Vĩ nói, tùy tiện ăn chút gì đó thôi, đừng long trọng. Trương Dương cười nói, tôi có tính toán. Hắn dẫn Cung Kỳ Vĩ tới khách sạn Kim Sắc Cảng Loan, Trương Dương có thẻ kim cương ở đây, thuê phòng cũng không cần phải đăng ký. Cung Kỳ Vĩ bỏ đồ đạc vào phòng, nói Trương Dương, chúng ta tùy tiện ăn chút gì đó thôi. Trương Dương nói: "Thế này đi, tôi xuống mua ít thức ăn chín, trong xe có rượu, chúng ta ăn ngay trong phòng." Cung Kỳ Vĩ cười nói: "Như vậy càng tốt, cậu đi mua đi, tôi đi tắm." Trương Dương gật đầu tới con phố náo nhiệt ở cạnh Kim Sắc Cảng Loan, Trương Dương mua một ít thịt bò chín và lạc, hai cái móng giò, từ trong xe cầm ra hai bình Mao Đài rồi đi vào khách sạn, ở đại sảnh gặp Tiêu Mân Hồng. Tiêu Mân Hồng nhìn thấy Trương Dương thì cũng có chút kinh ngạc, cười nói: "Bí thư Trương ngài đại giá quang lâm mà không nói với tôi một tiếng trương dương cười nói tôi còn tưởng rằng cô ở nước mỹ không về nữa tiêu mân hồng nói buổi sáng hôm nay mới về vừa hay tới đây xử lý một số sổ sách không ngờ lại gặp anh ở đây cô ta liếc đồ ăn trong tay trương dương làm gì vậy còn đi ra ngoài mua nữa khách sạn của chúng tôi có đồ ăn khuya mà trương dương cười nói có bằng hữu ở ngoài tới vừa mới vào ở hai chúng tôi ăn qua loa chút gì đó thôi tiêu mân hồng nói ở phòng số mấy để lát nữa tôi bảo đầu bếp làm ít đồ cho các anh trương dương nói không cần phiền toái vậy đâu tiêu mân hồng cười nói vậy không quấy dậy anh mau đi đi có gì thì cứ phân phó cho lễ tân nhé cung kỳ vĩ nhìn thấy trương dương cầm nhiều món ăn mặn như vậy trở về thì không khỏi bật cười trương dương à trương dương thằng nhóc cậu không biết sự quan trọng của thức ăn ư nhiều thức ăn mặn như vậy không tốt cho cơ thể đâu Trương Dương cười nói, không ai có thể sống hai đời cả, đương nhiên phải uống rượu chén lớn, ăn miếng thịt to rồi. Hắn ở trong tủ đựng rượu lấy ra hai cái chén thủy tinh rồi rót mau đài. Cung kỳ vĩ bày thức ăn lên bàn, hai người mặt đối mặt cầm chén rượu lên, cung kỳ vĩ cười nói, đa tạ bí thư Trương khoản đãi. Trương đại quan nhân nói, ở trước mặt anh tôi chỉ là một bí thư nhỏ, nên lời chúc rượu phải là tôi nói, bí thư cung, đại biểu đại biểu toàn thể quần chúng cán bộ thành phố Tân Hải, Thuận tiện đại biểu toàn thể thị dân Bắc Cảng chân thành hoan nghênh ngài. Cung Kỳ Vĩ cười nói, thật đúng là biết sửa từ, có điều nghe rất quen, toàn là lời nói khách sáo. Trương Dương nói, tuy là lời nói khách sáo nhưng rất thật lòng. Cung Kỳ Vĩ nói, vì sao không đại biểu cán bộ Bắc Cảng? Trương đại quan nhân cười nói, cán bộ Bắc Cảng tôi không quản được. Cung Kỳ Vĩ cười ha ha, nói ẩn ý của cậu là có người không hoan nghênh tôi đúng không? Trương Dương nói, những người làm lãnh đạo các anh đa nghi quá, làm quan càng lớn thì càng đa nghi. Cung Kỳ Vĩ nói, tôi không phải đa nghi, tôi là nói sự thật. Tôi biết cậu thật lòng hoan nghênh tôi, nhưng người khác nhưng người khác chưa chắc đã nghĩ như vậy. Trương đại quan nhân cười ha ha, nói, anh từ lúc nào như vậy để ý tới suy nghĩ của người khác như vậy. Cung Kỳ Vĩ nói, tôi nhận được lệnh điều động vô cùng đột nhiên, giữa hai người chúng ta tôi không cần giấu giếm gì cả. Tôi là biết gì về Bắc Cảng?" Trương Dương nói, có biết hay không không quan trọng, thành thị trong nước đều giống nhau cả thôi. Phương pháp quản lý cũng tương tự, khi tôi vừa tới Tân Hải, cũng chẳng có chút đầu mối nào, hiện tại không phải là quản lý nó đâu ra đấy ư? Thằng ôn này trước giờ chưa bao giờ biết khiêm tốn." Cung Kỳ Vĩ nói, "Trương Dương, cậu hiểu tôi, tôi đã tới là muốn làm việc thực sự." Trương Dương nói, "Vạn sự khởi đầu nan, thật ra anh so với tôi còn hạnh phúc hơn." ít nhất cũng có tôi làm tiên phong mở đường. Cung Kỳ Vĩ cầm chén rượu lên nói, vì những lời này của cậu, tôi kính cậu một ly. Trương Đại Quan Nhân cười nói, khách khí khách khí rồi. Giữa hai người chúng ta không nói lời khách sáo, dù sao, giữa anh và tôi khẳng định sẽ là thống nhất mặt trận, cùng chung mối thù. Sau khi Cung Kỳ Vĩ uống chén này thì nói, Trương Dương, tôi sở dĩ vừa tới Bắc Cảng đã gặp cậu đầu tiên, không chỉ là vì tình bạn giữa chúng ta mà còn bởi vì tôi có mấy câu muốn nói thật với cậu trương dương gật đầu cung kỳ vĩ nói trước khi tôi đến bắc cảng bí thư tống đã đặc biệt gặp mặt tôi từ trong những lời nói của y tôi ý thức được vấn đề của bắc cảng vô cùng nghiêm trọng công tác về sau khẳng định sẽ phải chịu áp lực cực lớn trương dương nói không sao tôi giúp anh cung kỳ vĩ nói trương dương thật ra tất cả mọi người đều cho rằng cậu giúp tôi đều cho rằng hai chúng ta khẳng định sẽ đứng trên cùng một mặt trận nhưng tôi nghĩ tới nghĩ lui thấy như vậy không có lợi cho việc khai triển công tác của chúng ta trương dương có chút mê hoặc nói thế là sao cung kỳ vĩ nói tôi tuy rằng không hiểu lắm về bắc cảng nhưng tôi biết muốn xâm nhập vào sâu tìm hiểu được mấu chốt chân chính thì nhất định phải chui vào đó nếu người khác thủy chung bài xích tôi ra ngoài thì tôi vĩnh viễn không thể tìm hiểu được chân tướng của sự thật trương dương nói anh là nói Cung Kỳ Vĩ nói, rồi bọn không bâu chứng lành, quan hệ giữa chúng ta ăn ý thì người khác sẽ cho rằng không có cơ hội mà vào, bọn họ sẽ kính nghi viễn chi đối với chúng ta. Nhưng nếu giữa chúng ta xuất hiện mâu thuẫn, sẽ có kẻ có dụng tâm khác chen vào. Trương Dương Minh bạch ý tứ của Cung Kỳ Vĩ, Cung Kỳ Vĩ lần này tới là trước tiên cho hắn châm dự phòng, về sau trong công tác, hai người bọn họ ít nhất ở ngoài mặt sẽ không biểu hiện rồi vẻ quá mức thân mật. Bọn họ trong trường hợp công khai có thể sẽ biểu hiện ra sự không hài hòa, thậm chí là bất đồng ý kiến. Trương Đại Quan Nhân thở dài nói, bí thư cung, ngày đây là định bày một ván cờ thật lớn. Cung Kỳ Vĩ nói, tôi suy nghĩ rất lâu rồi, bác cảng muốn phát triển thì phải phá rồi lại dựng. Trương Dương nói, chuyện như vậy phức tạp như vậy không? Chỉ cần tra ra mấu chốt của vấn đề, bốc thuốc đúng bệnh là được rồi. Cùng lắm thì thay đổi tất cả ban lãnh đạo hiện tại tôi không tin bác cảng sẽ không tốt lên. Cung kỳ vĩ nói, quản lý thành thị giống như trị bệnh vậy, chị ngọn thì dễ, nhưng chị tận gốc thì dễ, nếu chúng ta chỉ thanh trừ được một số thứ bên ngoài thì chỉ có thể mang tới được tác dụng nhất thời thôi, không lâu nữa các loại bệnh sẽ lại quay lại. Chuông cửa vang lên, là nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn tới, Trương Dương vừa nhìn đã biết là tiêu mân hồng an bài, đồ ăn được đưa tới vô cùng phong phú, sò bắc cực, cá ba viền, tôm úc, rực rỡ muôn màu, cung kỳ vĩ có chút kỳ quái nhìn Trương Dương, nhân viên phục vụ xếp đồ ăn xong thì mỉm cười nói, bí thư Trương, tiêu tổng của chúng tôi an bài. Trương đại quan nhân chỉ đành nhận thôi, hắn gật đầu nói, thay tôi cảm ơn tiêu tổng của các cô. Trương 1807, Nam Nhân Như Quần Áo một Trương Dương và cung kỳ vĩ Hàn Huyên về rất nhiều tình huống của Bắc Cảng, 11 giờ rưỡi tối, tang bối bối gọi điện thoại tới, nói mình gặp mấy thằng lưu manh, bảo Trương Dương tới giải vây. Trương đại quan nhân thật sự là dở khóc dở cười, với thân thủ của tang bối bối còn có thể sợ ba năm tên lưu manh ư. Nhưng cô ta nếu đã gọi điện thoại thì không thể bỏ mặc được, huống chi gần đây tang bối bối từ thiên nhai kiếm được không ít tình báo cho hắn, sau khi Trương Dương nói một tiếng với cung kỳ vĩ thì lái xe tới thiên nhai. Trương đại quan nhân cũng không lo lắng tang bối bối xảy ra chuyện chút nào, thứ nhất tang bối bối thiên tư thông minh, trước đây lại là đặc công nhất lưu của quốc an, bà chủ số 2 của thiên nhai Trần Thanh Hồng biết hậu trường của tang bối bối là mình, cho dù hắn không ra mặt thì Trần Thanh Hồng cũng sẽ chiếu cố cô ta. trương đại quan nhân tới thiên nhai, không hề phát hiện điều gì dị thường, nhìn thấy tang bối bối đang thuần thục pha rượu ở quầy ba, nào có giống như đang bị người khác làm phiền. Trương Dương tới trước quầy ba rồi ngồi xuống, tang bối bối ngọt ngào cười nói với hắn tới rồi à. Anh đợi tôi chút, tôi đang pha rượu cho anh. Trương Đại Quan Nhân tức giận nói, cô tưởng tôi rảnh lắm à, chơi tôi đúng không? Tang Bối bối từ trong tủ lạnh lấy ra nửa chén rượu vừa pha xong, sau đó đưa tới trước mặt Trương Dương, tức giận à. Sao phải vậy, tôi mời anh tới uống rượu, anh tức cái gì? Trương Dương nói, tôi đang bận. Tang Bối bối nói, bận gì, bận với gái à? Trương Đại Quan Nhân cảm thấy bị cô ta đùa giỡn, trợn mắt lên, liên quan chó gì tới cô? tang bối bối không những tức giận ngược lại còn bật cười khanh khách trương dương nói cười cái gì tôi nói này cô có phải là cố ý muốn tìm phiền phức không tang bối bối nói trương dương anh biết điểm nào của anh khiến người ta thích nhất không trương đại quan nhân cầm cốc rượu lên uống ửng rực rồi chép miệng nói còn phải nói nữa à uống được đấy rót cho tôi một chén tang bối bối nói một ly một trăm tám đấy trương đại quan nhân nhếch miệng nói thâm thật ngày mai tôi bảo cục vật giá tới cha cô. Tang bối bối cười nói, anh không phải là bằng hữu của Trần Thanh Hồng ư. Người một nhà cũng chơi à, cô ta lại bắt đầu từ từ pha rượu, Trương Dương nhìn bộ dạng pha rượu của Tang bối bối thì không khỏi buồn cười. Tang bối bối nói, khinh thường người ta à. Trương Dương nói, không phải khinh thường, là cảm thấy cô thật sự rất thông minh, làm gì cũng giống. Cô không phải nói có lưu manh quấy giày cô ư, sao tôi không thấy, tang bối bối nói, đợi lát nữa là anh sẽ thấy. Trương đại quan nhân bán tín bán nghi nói, tôi vẫn không tin, lưu manh này còn đi làm đúng giờ ư. Tang bối bối cười khanh khách. Trương Dương uống ngụm rượu rồi nói, cô đừng đùa tôi, tôi ngày mai còn phải đi làm sớm, tôi đi đâu. Tang bối bối nói, đừng đi, tôi mời anh uống rượu. Trương Dương nói, cô có mời tôi ngủ cùng tôi cũng vẫn đi. Tang bối bối mặt xấu hổ đến đỏ bừng, Trương Dương à Trương Dương, anh sao không biết xấu hổ như vậy. Trương đại quan nhân lại uống cạn rượu trong chén, cười ha ha, có dám nhục mạ lãnh đạo thượng cấp à, cẩn thận tôi trả thù cô đấy. Sợ anh à, tang bối bối trợn tròn hai mắt. Trương Dương đứng dậy chuẩn bị đi, tang bối bối nói, ê, đừng đi, đừng đi, tới thật rồi kìa. Trương đại quan nhân xoay người nhìn lại, liền thấy ba gã nam tử đi tới, trận trưởng như vậy trương đại quan nhân thường xuyên nhìn thấy, liếc một cái liền nhìn ra, tên nam tử mặc quần dài màu đen và áo phông màu xám là chủ nhân, hai tên bên cạnh người to béo, đi đường hai tay giang ra như ưng, từ bước chân có thể nhìn ra khẳng định là bảo tiêu. Tên nam tử mặc áo phông màu xám vừa bước vào, ánh mắt nhìn chằm chằm lên người tang bối bối, hắn mỉm cười đi tới, ngồi xuống bên cạnh Trương Dương, thằng cha này ít nhiều có chút không coi ai ra gì, ngay cả nhìn Trương Dương một cái cũng không thèm, ánh mắt chỉ nhìn tang bối bối, miệng nói gì đó không phải thính lực của trương đại quan nhân không tốt, là trương đại quan nhân nghe không hiểu hắn nói gì. Thằng ôn này nói tiếng nhật, tang bối bối đặt chén rượu trước mặt nam tử đó, rất lịch sự nói gì đó. trương đại quan nhân cũng không hiểu, vẫn là tiếng nhật. Từ sau khi nam tử đó tiến vào, tang bối bối liền không tới trương dương nữa. Hai người nói xì xò, gạt trương đại quan nhân sang một bên, trương dương cầm cái chén không lên, nghe bọn họ trò chuyện khí thế ngất trời ở bên cạnh, trương dương cảm thấy thực sự không được tự nhiên tang bối bối này, rõ ràng nói là lưu manh mà, sao cô ta đối với lưu manh lại nhiệt tình như vậy? Trương đại quan nhân có chút mất kiên nhẫn, dùng truyền âm nhập mật nói với tang bối bối, hắn chính là lưu manh mà cô nói à? Tang bối bối không quan tâm tới hắn, vẫn trò chuyện với nam tử đó, cô ta hình như nói gì đó về Trương Dương, nam tử đó lướt Trương Dương. Trương đại quan nhân dám khẳng định, trong ánh mắt nhìn hắn của tên người Nhật Bản này không hề có thiện ý. Ở địa bàn Trung Quốc, Trương đại quan nhân chẳng sợ một tên tiểu Nhật Bản, hắn lạnh lùng nhìn lại. Người Nhật Bản nói xì xô gì đó với Trương Dương. Tang bối bối nói, hắn bảo anh đi đi. Trương đại quan nhân cho rằng mình nghe lầm, chừng mắt lường tên người Nhật Bản đó, có lầm hay không, nơi này là địa bàn của người Trung Quốc chúng tao, nếu đi thì phải là mày đi cho tao mới đúng. Người Nhật Bản đó nhìn tang bối bối, tang bối bối phiên dịch lại cho hắn. Hắn nghe xong thì nghiến răng nghiến lợi nói một câu, bát cách. Trương đại quan nhân cái khác nghe không hiểu, nhưng câu này thì không qua được mắt hắn, hắn lạnh lùng nhìn tên Nhật Bản này rồi nói, mày mới là bắt cách, cả nhà mày đều là bát khách." Người Nhật Bản chậm rãi gật đầu, hắn phất phất tay, hai tên bảo tiêu thân hình cao lớn từ phía sau đi tới, kẹp Trương Dương ở giữa. Trương đại quan nhân tự thấy dáng người mình cũng không tính là thấp bé, nhưng bị kẹp giữa hai người Nhật Bản khôi ngô thì vẫn lộ ra vẻ đặc biệt nhỏ. Hai bảo tiêu hung tợn nhìn thẳng vào Trương Dương tên Nhật Bản mặc áo phông màu xấu nhìn có vẻ đắc ý, nhẹ giọng nói gì đó, tang bối bối lúc này sắm vai nhân vật phiên dịch, hắn bảo anh mau cút đi, đừng có gây sự ở đây. Trương đại quan nhân bực lắm, con mẹ nó, đám người Nhật Bản này cũng quá cản rỡ rồi, lão tử chọc gì mày. Vừa tới đã bố láo với tao, trương đại quan nhân luôn cảm thấy chuyện hôm nay có chút quỷ dị, tang bối bối xem ra rất quen thuộc với người Nhật Bản này. Từ bộ dạng đối thoại vừa rồi của bọn họ không giống như là đối đãi với Lưu Manh. Trương Dương nói, cô nói gì với chúng thế? Tang Bối Bối nói, không có gì cả. Hắn muốn tôi sau khi tan làm thì đi ăn tối với hắn, tôi nói anh là bạn trai của tôi. Tên người Nhật Bản đó lại nói một câu với Tang Bối Bối. Vẻ mặt Tang Bối Bối lộ ra vẻ khó xử. Trương Đại Quan Nhân nói, cô nói với hắn, cô là bạn gái tôi, bảo hắn đừng quấy rầy cô, mau mau cút đi. Tang Bối Bối dùng tiếng Nhật phiên dịch lại người nhật bản đó nhìn trương dương ngồi cười một tiếng sau đó gật đầu hai bảo tiêu của hắn mỗi người tóm lấy một cánh tay của trương dương cánh tay còn lại thì nhấc cả cái ghế lên nâng cả trương đại quan nhân và ghế dựa lên cùng nhau hai người hướng về phía sau ý đồ muốn ném trương dương đi cũng không chờ bọn họ làm xong động tác cảm thấy sức nặng của trương dương đột nhiên gia tăng mấy lần hai người không ngờ không chịu nổi ghế rời khỏi tay trương đại quan nhân và ghế cùng rơi xuống hai chân ghế vừa hay đè lên chân hai người, hai người đồng thời hét thảm một tiếng. Vươn tay muốn tóm cổ trương đại quan nhân, trương dương há có thể để bọn thực hiện được ý đồ, lập tức lách người ra xa, khi đứng vững rồi thì quay đầu lại, hai tên Nhật Bản vẫn đứng ở đó ôm chân nhảy tại chỗ. Trương đại quan nhân mỉm cười, con mẹ nó không nhìn xem đây là đâu à. Không ngờ dám đến địa bàn của người Trung Quốc chúng tao dương oai. Một gã bảo tiêu Nhật Bản cầm ghế lên, khập khiếng sông về phía Trương Dương, đập ghế vào đầu hắn, Trương Dương hừ một tiếng, nhảy lên không rồi đá bay chiếc ghế đó, sau đó một cước đá trúng cổ họng đối phương, mượn độ đèn hồi trên da thịt của đối phương đá ngược lại, đá cho tên Nhật Bản còn lại đang cầm bàn muốn đập vào lưng mình ngã ngửa ra sau. Hai tên bảo tiêu Nhật Bản đều là hạng da dày thịt béo. Trương Đại Quan Nhân cũng không hạ toàn lực, chỉ hơi thể hiện một chút thực lực hòng dọa lui đám người Nhật Bản này. Đương nhiên Trương Đại Quan Nhân cũng tràn ngập hoài nghi đối với tang bối bối, mình không hiểu tiếng Nhật Bản. Nhìn mấy người Nhật Bản này cũng không hiểu tiếng Trung Quốc, không khéo mọi người đều bị tang bối bối lừa. Hiện trường là một mảng hỗn loạn, không bao lâu sau Tổng Giám Đốc Trần Thanh Hồng của Thiên Nhai cũng vội vàng chạy tới. Trương Dương đang tổm lấy cổ tên Nhật Bản đó, vung quyền định đánh, Trần Thanh Hồng nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì vội vàng kêu lên, chậm đã. Cô ta đi tới, nói với Trương Dương, Trương Tiên Sinh. Đều là người một nhà mà. Trương Dương cười ha ha, Nghĩ thầm tôi từ lúc nào thành người một nhà với cô. Chương 1808, nam nhân như quần áo 2. Trần Thanh Hồng dùng tiếng Nhật nói với người Nhật bản đó, sau đó nói với Trương Dương, "Hiểu lầm, hắn là bằng hữu của tôi, cho rằng anh muốn quấy rầy bối bối cho nên mới xảy ra chuyện vừa rồi." Trương Dương nói, "Bằng hữu của cô ư?" Trần Thanh Hồng gật đầu nói, "Chúng tôi quen nhau lâu rồi." Trương Dương nghe Trần Thanh Hồng nói xong thì cũng đã biết chuyện này căn bản chính là tang bối bối dở trò, hắn gật đầu với tang bối bối, rồi quang sang nói với Trần Thanh Hồng, không sao nếu là bằng hữu của cô thì tôi cũng nể mặt cô, đúng rồi, giúp tôi nói với mấy vị bằng hữu Nhật Bản này, ở địa bàn Trung Quốc tùy tiện nói lời thô tục là bị đánh đấy. Trương Đại Quan Nhân buông cổ người Nhật Bản đó ra, xoay người rời đi. Vừa mới đi vào thang máy thì nhìn thấy tang bối bối chạy vào, Trương Dương nhấc chân ra vẻ muốn đá cô ta. Tang bối bối căn bản không sợ hắn, xoay lưng về phía hắn, tôi xem anh dám không. Cửa thang máy đã đóng, trương đại quan nhân giơ tay lên phết vào mông cô ta một cái, cảm giác co giãn đúng là không tầm thường. Tang bối bối quay người lại ôm lấy cổ hắn, cả người lao vào lòng hắn, trương đại quan nhân ôm cô ta, khi tâm thần đang nhộn nhạo thì tang bối bối dí sát vào má hắn, nói trong thang máy có máy giám thị. Trương đại quan nhân giật mình, tang bối bối dùng giọng nói chỉ hắn mới có thể không thể nghe thấy, người nhật bản đó tên là võ trực anh nam cha hắn võ trực chính giã là phó đại sứ ở trung quốc trương đại quan nhân nói khẽ sao không nói sớm tang bối bối nói tôi không thể kết luận thân phận của hắn trước đây từng gặp hắn một lần trương dương nói cô muốn lấy thứ gì trên người hắn tang bối bối nói không có gì tôi chỉ thấy có chút kỳ quái hắn vì sao muốn tới bắc cảng cánh tay trương dương căng ra để cô ta ghé sát mình hơn nói khẽ, không đơn giản như vậy đâu, cô đến Bắc Cảng lâu như vậy, vẫn luôn làm ở thiên nhai, tình nguyện ủy khuất mình làm một nữ chiêu đãi viên ở đây, với tính tình của cô, chắc không đến mức như vậy chứ. Tang bối bối nói, Trương Dương, anh biết tật xấu lớn nhất của mình là gì không? Trương Dương cười cười lắc đầu. Tang bối bối nói, chính là tự cho là đúng, cho rằng mình rất thông minh, thật ra đầu óc của anh Thủy Trung không dùng đúng chỗ, trương đại quan nhân cười nói tôi thuộc loại năng lực động thủ so với năng lực động não thì mạnh hơn một chút tang bối bối cảm thấy hô hấp nóng rực của hắn phun lên thượng tim không khỏi đập mạnh may mà vào lúc này thang máy đã tới bãi đỗ xe dưới đất cửa thang máy mở ra từ phía sau cô ta trương dương và tang bối bối rời khỏi thang máy tang bối bối rất dễ dàng phát hiện xe của trương dương không chút khách khí mở cửa xe ngồi vào vị trí điều khiển trương đại quan nhân ngồi xuống ghế phụ Nhìn Tang Bối Bối nói, nhà đầu, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, cô tới Bắc Cảng rốt cuộc là vì ai? Vì anh, Trương Dương, anh chẳng lẽ không phát hiện tôi thích anh ư? Tang Bối Bối nhướng mắt, trong giọng nói không tìm thấy không tìm thấy một chút nhu tình mật ý nào. Trương đại quan nhân nói, tôi tin cô thích tôi, nhưng tôi biết cô khẳng định có mưu đồ khác. Phi, đừng tự thổi phồng mình. Tang Bối Bối khởi động động cơ, đột nhiên dậm ga, nhanh như điện chớp lao ra ngoài bãi đỗ xe trương dương thủy trung nhìn cô ta tang bối bối dưới cái nhìn chăm chú của trương dương lái ô tô vào quốc lộ tới gần bãi biển trực tiếp lái ô tô vào bờ cát khi tới đường ven biển cô ta đỗ xe lại mở cửa xe nhảy xuống trên biển trừ bọn họ ra thì không còn ai khác tang bối bối cởi giày sau đó đi chân trần trong bóng đêm trương đại quan nhân cũng học theo cô ta cởi giày đi theo tang bối bối dẫm lên bọt sóng lạnh buốt đứng ở đó dưới ánh trăng da chân cô ta trông trắng như đồ sứ. Trương Dương đi tới cạnh cô ta, chân cũng cảm thủ nhịp sóng vỗ. Tang bối bối nói, anh theo tôi làm gì? Tôi nói này, cô sao không giảng đạo lý như vậy, rõ ràng là cô lái xe tôi tới đây mà. Tang bối bối cắn môi bật cười, tôi là nói, anh đi theo tôi xuống nước làm gì? Trương đại quan nhân nói, tôi sợ cô nghĩ không thông mà làm ẩu. Yên tâm đi, lòng tôi đang rất yên bình, anh có tự sát thì tự sát đi, chứ tôi thì không đâu. Phi Phi, cô có thể nói dễ nghe một chút hay không? Tang bối bối nói, tôi không hại anh đâu. Trương Dương nói, nhưng tối nay tôi sao nghĩ thế nào cũng thấy mình thua một bàn, cô muốn khơi dậy mâu thuẫn giữa tôi và tên Nhật Bản đó, mà tên đó tên là gì ý nhỉ? Võ trực anh Nam, Tang bối bối nói khẽ. Trương Dương nói, cô nếu biết hắn là con trai của phó đại sứ Nhật Bản thì còn dở trò này làm gì? tang bối bối bị gió biển thổi cho có chút lành lạnh hai tay ôm chặt trước ngực trương đại quan nhân đứng ở bên cạnh thờ ơ nhìn cô ta tang bối bối dùng cánh tay huyết vào trương dương trương đại quan nhân nói gì cơ tang bối bối sảng giọng cởi áo ra trương đại quan nhân ngạc nhiên nói để làm gì cô cô muốn làm gì quá thoải mái rồi giấy tôi rất truyền thống tang bối, bối nói tôi lạnh anh nghĩ đi đâu vậy thằng cha này không ngờ không hiểu ga lăng là gì Trương đại quan nhân nói, cô lạnh chứ tôi có lạnh đâu. Tang bối bối trừng mắt lườm hắn một cái, anh không biết thương hương tiếc ngọc à. Trương đại quan nhân nói, nhưng tôi cũng không thể hy sinh bản thân để thành toàn cho cô được. Tang bối bối nói, Trương Dương à Trương Dương, tôi coi như là nhìn rõ anh rồi. Trương đại quan nhân nói, trên đời này chỉ có có lợi cho nhau, lấy đâu ra đạo lý có một người chiếm tiện nghi. Thằng cha này vươn tay ra ôm vai tang bối bối, tang bối bối lúc này mới minh bạch, không phải hắn không hiểu phong tình, là thằng cha này căn bản dắp tâm chiếm tiện nghi. Hai người tới trên bờ cát khô giáo rồi ngồi xuống, dưới ánh trăng, trên bờ cát rộng lớn khôn cùng chỉ còn lại hai người bọn họ, tang bối bối nằm trong lòng Trương Dương, nói khẽ anh nghe này, tôi tiếp cận võ trực anh Nam là có mục đích, anh chỉ cần biết điểm này là được rồi, cái khác không cần phải hỏi. Trương Dương nói, thực sự định dùng mỹ nhân kế à? Nếu là như vậy thì trong lòng tôi không thoải mái đâu tang bối bối nói, anh có gì mà không thoải mái. Anh là người đã có vợ, tôi là một thiếu nữ chưa chồng, hai chúng ta có cọ vào nhau cũng chẳng vé lừa. Trương đại quan nhân nói, tôi sao thấy hai người chúng ta là củi khô dễ cháy nhỉ. Tang bối bối nói, bí thư trương anh là cán bộ quốc gia, từng thời từng khắc đều phải bảo trì đầu óc tỉnh táo, đừng nhìn chúng ta hiện tại thân mật như vậy, thật ra tôi sợ lạnh nên lợi dụng anh thôi. Trương đại quan nhân cười nói, tôi rất tỉnh táo, tôi cũng sợ lạnh, bằng không một cán bộ quốc gia như tôi sao phải mạo hiểm ôm cô, bên cạnh tôi mỹ nữ như mây, tôi đối với cô thực sự là không có niệm tưởng gì cả. Tang bối bối nói, nói một câu sợ làm tổn thương anh thôi, tôi thực sự không cảm thấy anh có mị lực gì cả, anh nói xem, cái đám con gái thích anh có phải là mắt bị cận nặng rồi không? Trương đại quan nhân nói, nam nhân có tốt hay không không phải nhìn là biết được đâu, phải dùng mới biết được. Tang bối bối nói, giở trò lưu manh hả? Tôi có thể nói với anh, tôi đối với anh đã tuyệt duyên rồi, nhiều nhất chỉ coi anh là một cái áo khoác thôi. Trương đại quan nhân nói, tôi cũng biết cô đang khảo nghiệm nguyên tắc đảng tính của tôi, yên tâm đi, tôi cũng chỉ là thấy cô lạnh quá, phát huy chút ánh sáng vào nhiệt của đảng viên, sưởi ấm thân thể cô, cứu rỗi linh hồn cô thôi. Tang bối bối nói, linh hồn của tôi không cần anh cứu, anh tốt nhất là lo cho mình đi. Nói còn chưa dứt lời thì hắt xì một cái. Cánh tay trương đại quan nhân ôm chặt một chút, Tang Bối Bối tựa hồ cũng không không có ý kháng cự, hai người cứ như vậy ôm lấy nhau, bỗng nhiên không nói gì. Trương đại quan nhân xoay người nhìn vào mặt, Tang Bối Bối cắn cắn môi nói, "Xin anh đừng háo sắc như vậy được không?" Tang Bối Bối bỗng nhiên giớn về phía trước, rất chuẩn xác bắt được môi Trương Dương, hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước, hai mắt trong nháy mắt trở nên ôn nhuận như nước xuân. Tang Bối Bối nói khẽ, "Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là khảo nghiệm một chút năng lực đề kháng của cán bộ đảng viên anh thôi." Cô ta dẫy ra khỏi lòng Trương Dương rồi đứng dậy, vươn tay ra tựa hồ muốn bắt ánh trăng trong đêm. Hai tay Trương Dương trống về phía sau, nhìn bóng hình xinh đẹp của tang bối bối, lặng lặng thưởng thức hình ảnh đẹp do cô ta và ánh trăng, nước biển, bờ cát cùng tạo thành, bất giác có chút ngây ngốc. tang bối bối nói khẽ tôi và anh trai sống nương tựa lẫn nhau, tôi tiến vào tổ chức cũng là bởi vì anh ấy, anh trai đã chết, tôi nhất định phải báo thù cho anh ấy. Trương Dương biết Tang Bối Bối tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đổ báo thù Trương Bích Quân, nhưng hắn cũng không rõ động cơ tối nay của Tang Bối Bối. Hắn mơ hồ đoán được, Tang Bối Bối sẽ không vô duyên vô cớ tính kế với Võ Trực Anh Nam, có lẽ Võ Trực Anh Nam, Võ Trực Chính giã và Trương Bích Quân có bí mật không muốn ai biết, tóm lại Tang Bối Bối sẽ không vô duyên vô cớ tới Bắc Cảng, cô ta là người cực có chủ kiến, chính là đang dựa theo cách của cô ta để từng chút thực thi kế hoạch báo thù. Chương 1809 Nam nhân như quần áo ba. Con đường báo thù không nghi ngờ gì nữa là rất cô độc, tăng bối bối chỉ có khi ở bên cạnh Trương Dương mới có thể cảm nhận được một chút ấm áp. Cô ta phát hiện mình đã bất chi bất giác yêu hắn rồi, nhưng cô ta lại nhận thức được rõ ràng, tình cảm đối với cô ta mà nói là một thứ xa xỉ. Tương lai của cô ta là vì báo thù mà tồn tại. Cô ta không thể bị tình cảm ràng buộc. 8 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau, Cung Kỳ Vĩ tới văn phòng của Bộ trưởng Tổ chức Thành phố Bắc Cảng Mạnh Hiến Trí, sự xuất hiện của Cung Kỳ Vĩ khiến Mạnh Hiến Trí cảm thấy có chút bất ngờ. Có điều ngoài bất ngờ ra thì lại cảm thấy rất bình thường, dù sao tỉnh Lý đã chính thức gửi văn bản xuống, Cung Kỳ Vĩ tới Bắc Cảng tiếp nhận vị trí phó bí thư thị ủy Bắc Cảng mà tưởng Hồng Cương đảm nhiệm, hắn tới đây cũng là chuyện sớm muộn, chỉ có điều Mạnh Hiến Trí không ngờ Cung Kỳ Vĩ tới nhanh như vậy, hơn nữa hắn lại tới một mình, ngay cả một trợ thủ cũng không mang theo, thậm chí không có người của bộ tổ chức tỉnh ủy đi cùng cung kỳ vĩ khiêm tốn như vậy chẳng lẽ muốn ngay từ đầu đã tạo nên hình tượng thanh liêm mạnh hiến trí và cung kỳ vĩ đã quen nhau từ trước y cười cười đứng dậy bí thư cung ngài đây là muốn đánh tập kích đột nhiên hả sao không báo trước một tiếng cung kỳ vĩ cười nói tôi là đến đi làm không phải tới tham quan phỏng vấn không cần thông chi bộ trưởng mạnh đây là thủ tục tương quan của tôi Mạnh Hiến Trí nhiệt tình mời Cung Kỳ Vĩ ngồi xuống, tỉnh Lý không phái người đi với ngài à. Cung Kỳ Vĩ nói, tôi là người hơn 40 tuổi rồi, cũng không phải đi quá xa, tôi vẫn biết đường, bộ trưởng tiêu cũng muốn tới. Nhưng tôi cảm thấy hay là đừng phiền anh ta đi một chuyên, đồng chí Bắc Cảng ở bên này trước đây tôi trên cơ bản đều gặp rồi, mọi người cũng không phải là không nhận ra tôi. Mạnh Hiến Trí cười nói, đúng vậy, à, ngài đã tới chỗ bí thư hạng chưa? Cung Kỳ Vĩ nói. Vẫn chưa kịp tới, tôi là làm theo thủ tục, trước tiên tới báo với bộ tổ chức, rồi chuẩn bị tới chỗ bí thư hạng. Mạnh Hiến Chí nói, vậy tôi gọi điện thoại cho bí thư hạng. Y ở trước mặt Cung Kỳ Vĩ gọi điện thoại cho bí thư Thị Ủy Hạng Thành. Hạng Thành nghe nói Cung Kỳ Vĩ đã hiện tại đang ở bộ tổ chức thị ủy, cảm giác đầu tiên của y chính là khó chịu, y cho rằng Cung Kỳ Vĩ đầu tiên là phải tới chỗ mình, người đứng đầu Bắc Cảng là y, Cung Kỳ Vĩ làm như vậy là có ý gì? không để y vào mắt ư, tình lý để cung kỳ vĩ tới đây là đảm nhiệm chức phó bí thư thị ủy Bắc Cảng, không phải bảo anh tới làm bí thư thị ủy, anh ở Bắc Cảng còn không được tính là người số 2, hạng thành oán thầm trong lòng, nhưng y cũng hiểu rõ, tình lý sở dĩ phái cung kỳ vĩ tới đây, khẳng định là muốn bồi dưỡng hắn thành người nối nghiệp của mình, vừa nghĩ tới chuyện này trong lòng hạng thành lập tức không thoải mái. Mạnh hiến trí thông chi tin tức cung kỳ vĩ đã tới với hạng thành, cả buổi cũng không nghe thấy hạng thành đáp lại, trong lòng đoán được bí thư hạng có thể đang khó chịu, y cố ý ho khan một tiếng, tiếng ho khan này cũng là để nhắc nhở hạng thành tỏ thái độ. Hạng thành nói, tôi lúc này đang có khách, thế này đi, 10 giờ là mở cuộc họp thường ủy thị ủy rồi, anh dẫn đồng chí kỳ vĩ cùng tới đi. Mạnh hiến trí buông điện thoại, đã minh bạch hai chuyện, tâm tình của bí thư hạng hiện tại rất khó chịu, không muốn gặp cung kỳ vĩ, nhưng không gặp không được, cung kỳ vĩ tới là để tiếp nhận chức phó bí thư thị ủy tưởng Hồng Cương khẳng định sẽ vào thường ủy thành phố Bắc Cảng, Hạng Thành biết chuyện này là kết cục đã định, y chỉ có thể chấp nhận, cho nên ngay từ đầu đã ngoại lệ để Cung Kỳ Vĩ tham gia cuộc họp thường ủy. Mạnh Hiến Chí nhìn thấy thời gian còn sớm, mỉm cười nói: "Bí thư Cung, hay là tôi trước tiên dẫn ngài tới văn phòng nhé?" Cung Kỳ Vĩ gật đầu, tuy rằng hắn chưa từng tới Bắc Cảng, nhưng phía Bắc Cảng đã an bài xong văn phòng cho hắn, không có gì phức tạp, đơn giản là chuyển giao văn phòng của Tưởng Hồng Cương cho hắn. Cung Kỳ Vĩ và Mạnh Hiến Chí cùng nhau đi về phía văn phòng, Mạnh Hiến Chí nói: "Bí thư Cung, tôi lát nữa sẽ bảo ban thư ký an bài một thư ký Lâm thời cho anh, trước tiên hiệp trợ anh công tác, anh cứ dùng tạm một đoạn thời gian, khi nào gặp nhân tuyển thích hợp thì đổi." Cung Kỳ Vĩ cười nói: "Tôi cũng đã có nhân tuyển làm thư ký cho mình rồi." Mạnh Hiến Chí cười cười gật đầu, "Trước thư ký tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng mỗi người lãnh đạo đối với phân công thư ký đều vô cùng cẩn thận, đầu tiên phải cam đoan là người nhà." Sau đó mới cân nhắc tới năng lực, Cung Kỳ Vĩ không thể an bài một người không quen công tác bên cạnh hắn, thư ký của hắn là từ Nam Tích mang tới, Quách Kiệt Thắng đã làm 3 năm với hắn. Vốn Quách Kiệt Thắng lần này là đi cùng hắn, nhưng tuần này là mừng thọ cha Quách Kiệt Thắng, cho nên Cung Kỳ Vĩ bảo hắn tới sau, về phần thủ tục, phía Nam Tích tự nhiên là đèn xanh, phía Bắc Cảng cũng sẽ không chế tạo chướng ngại trong việc nhỏ như thế này. Tưởng Hồng Cương bị xong quy tuy rằng chưa được mấy ngày, nhưng trong văn phòng những đồ thuộc về hắn đã được dọn sạch, Cung Kỳ Vĩ nhìn căn phòng trống trơn thì ngồi xuống trước bàn làm việc của mình, mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Mạnh Hiến Chí nói: "Bí thư Cung, anh thấy nơi này thế nào?" Cung Kỳ Vĩ cười nói: "Rất tốt." Hắn nhìn chung quanh một chút rồi nói: "Nơi này trước đây là văn phòng của Tưởng Hồng Cương à?" Mạnh Hiến Chí gật đầu, vẻ mặt có chút xấu hổ, hắn biết rất nhiều quan viên có kiêng kỵ, dù sao Tưởng Hồng Cương cũng chính là ngã ở căn phòng này. Cung kỳ vĩ cũng không nói gì thêm, chỉ bảo, bộ trưởng Mạnh, chúng ta mấy giờ thì họp. Mạnh hiến chí nói, 10 giờ. Cung kỳ vĩ nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa, y cười nói, vậy tôi không làm phiền anh nữa, lát nữa anh dẫn tôi đi họp nhé, tôi muốn làm quen với hoàn cảnh. Mạnh hiến chí gật đầu nói, được, vậy tôi không làm phiền ngài, đợi lát nữa tôi sẽ tới dẫn ngài cùng đi họp. Cung kỳ vĩ chỉ chỉ vào điện thoại trên bàn, cứ gọi tôi một tiếng là được, tôi sẽ đi tìm anh. Mạnh hiến Chí cười cười, ít nhất cung kỳ vĩ ở ngoài mặt vẫn rất dễ gần. Sau khi mạnh hiến Chí rời khỏi, cung kỳ vĩ cầm nhật báo bắc cảng trên bàn đọc một lát, tới một thành thị xa lạ, tới một cương vị công tác mới, thích ứng hoàn cảnh là chuyện cần làm đầu tiên, chỉ có thích ứng với hoàn cảnh thì mới tiện khai triển công tác. Cung kỳ vĩ đoán chắc hiện tại tin tức mình đến Bắc Cảng Thượng Nhiệm đã truyền khắp toàn bộ trụ sở hành chính thành phố hắn hắn một mình ở lại trong văn phòng cũng không phải là không có mục đích, hắn đang chờ đợi, Nhìn xem rốt cuộc có ai sẽ chủ động đăng môn, nửa giờ trôi qua, đừng nói có người đến thăm, cho dù là một tiếng chuông điện thoại cũng không có, Cung Kỳ Vĩ bắt đầu ý thức được, sự có mặt của mình không được ban lãnh đạo Bắc Cảng hoan nghênh. Khi Cung Kỳ Vĩ đang chuẩn bị đi họp thì cửa phòng vang lên tiếng gõ, sau khi Cung Kỳ Vĩ Cung Kỳ Vĩ đáp ứng, một nam tử trung niên mặt tròn bước vào, hắn mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn màu xám, dáng người trung đẳng, mặt mũi hồng hào, hắn cười cười tự giới thiệu, phó bí thư Cung Tôi là Đường Quốc Tường." Cung Kỳ Vĩ cười nói, "Đường Quốc Cường." Người trung niên đó cười ha ha, nói, "Đường Quốc Tường." Cung Kỳ Vĩ cười cười đứng dậy, bắt tay hắn, nói, "Thư ký trưởng Đường, anh cho rằng tôi ni cả anh cũng không biết à?" "Vậy thì tôi đúng là có mắt như mù rồi." Đường Quốc Tường cười nói, "Tôi không tính là Thái Sơn gì cả, chúng ta ở với nhau, anh là Thái Sơn còn tôi là Đông Sơn, lên Đông Sơn mà xem thường nước lỗ, lên Thái Sơn thì coi thường thiên hạ." Đường Quốc Tường là đang khiêm tốn. Cung Kỳ Vĩ nói: "Thư ký trưởng Đường, tôi vừa tới, đang làm quen một chút hoàn cảnh công tác, giờ chuẩn bị họp đây." Đường Quốc Tường nói: "Bí thư Hạng bảo tôi tới, dẫn anh tới phòng họp." Cung Kỳ Vĩ cười nói: "Quá khách khí rồi, tôi đang định đi rủ bộ trưởng Mạnh cùng tới." Đường Quốc Tường nói: "Anh ngày đầu tiên đến nhận chức, bí thư Hạng vốn muốn tự mình tới, nhưng anh ta đang tiếp kiến một vị khách quan trọng, cho nên chỉ có thể ủy thác tôi tới đây." Hy vọng phó bí thư cung trăm ngàn lần đừng cảm thấy mình bị ghẻ lạnh. Đường Quốc Tường này rất giỏi nói năng, khi nói chuyện thì cười không ngừng, khiến cho người ta cảm thấy hắn vô cùng nhiệt tình. Cung Kỳ Vĩ cười nói, "Nào dám, tôi tuy rằng vừa tới Bắc Cảng nhưng đã cảm nhận được sự nhiệt tình của các đồng chí rồi." Chương 1810, lão Giạc một. Muốn lăn lộn tiếp ở trong quan trường thì không thể vĩnh viễn nói thật, cho dù là người chính trực như Cung Kỳ Vĩ cũng không thể nói ra hết suy nghĩ trong lòng, cảm nhận được sự nhiệt tình của các đồng chí ư. Từ sau khi hắn đến đây, trừ mạnh hiến chí và đường quốc tường ra thì không thấy ai khác, nhiệt tình thì lại càng không cần phải nói. mạnh hiến chí cũng không có ý dẫn kiến hắn với các đồng chí khác, hạng thành bảo hắn trực tiếp tham gia cuộc họp thường ủy, ý là muốn coi cuộc họp thường ủy trở thành hội gặp mặt. lúc này mạnh hiến chí cũng đến, y và đường quốc tường cùng nhau tới đấn cung kỳ vĩ đến phòng họp. khi bọn họ tới các thường ủy khác đều đã đến, cung kỳ vĩ thấy giờ mới là 10 giờ kém năm, cũng chính là nói những người này cơ hồ đồng thời đến trước, ít nhất cũng tới sớm chừng 10 phút, bọn họ tới sớm tuyệt không phải là vì lịch sự với hắn, mà là có mục đích khác. Cung kỳ vĩ vừa mới đi vào phòng họp thì hạng thành đã vỗ tay đầu tiên, y mỉm cười nói chúng ta hoan nghênh đồng chí kỳ vĩ nào. Các thường ủy cùng vỗ tay, cung kỳ vĩ mỉm cười, hắn cười nói cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Cung Kỳ Vĩ ngồi xuống bên tay phải Hạng Thành, vị trí này trước đây thuộc về Tưởng Hồng Cương. Hạng Thành mỉm cười nói, vị này chính là đồng chí Cung Kỳ Vĩ, phó bí thư thị ủy mới tới của chúng ta, tôi nghĩ tôi không cần phải giới thiệu với mọi người, đồng chí Kỳ Vĩ, tôi giới thiệu một chút các thành viên thường ủy với anh. Cung Kỳ Vĩ cười nói, bí thư Hạng, tôi đều biết cả rồi, thế này đi, để tự tôi. Hắn đứng lên, bắt đầu bắt tay từ Cung Hoàn Sơn, trong thường ủy hơn phân nửa Cung Kỳ Vĩ đều đã gặp nhưng cũng có người hắn chưa từng gặp mặt ví dụ như bộ trưởng tuyên truyền hoàng bộ thành nếu nói hoàng bộ thành thì hiện tại y là người uất nhất hoàng bộ thành không muốn thấy cung kỳ vĩ y khó khăn lắm mới thống nhất chiến tuyến được với tưởng hồng cương không ngờ tưởng hồng cương chưa gì đã ngã như vậy hoàng bộ thành ở trong thường ủy càng trở nên cô độc hơn gần đây trên cuộc họp thường ủy hạng thành còn suốt ngày chừng mắt quát y hoàng bộ thành thực sự rất buồn bực cung kỳ vĩ tuy rằng chưa từng gặp hoàng bộ thành vẫn có thể chuẩn xác gọi tên y, cung kỳ vĩ sau khi bắt tay với các thường ủy hắn thì trở lại vị trí của mình rồi ngồi xuống. Hạng thành cười nói, đồng chí kỳ vĩ trước khi đến Bắc Cảng chắc đã phí không ít tâm tư, không ngờ tên của mỗi thường ủy chúng tôi đều gọi ra được. Thật ra cái này cũng không có gì ngạc nhiên, muốn tới Bắc Cảng công tác, đương nhiên phải biết đám thổ địa ra ở đây. Cung kỳ vĩ cười nói, từ lúc biết sắp tới công tác Bắc Cảng, tôi đã liền bắt đầu xem tin tức về Bắc Cảng, ánh sáng của mọi người đều rất chói lòa. Câu này khiến tất cả mọi người đều bật cười. Cung Hoàn Sơn tuy rằng cũng cười, nhưng nụ cười vô cùng gượng gạo, hắn quan sát kỹ đối thủ mới tới của mình, trong lòng cảm thấy một loại áp lực vô hình. Trước đây hắn ít nhất của hiểu rõ tưởng Hồng Cương, cho rằng vẫn có nắm chắc chiến thắng tưởng Hồng Cương, nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Cung kỳ vĩ rõ ràng là kẻ đến thì không thiện, hơn nữa phiền toái nhất là, hắn là bí thư tỉnh ủy Tống Hoài Minh tự mình điểm tướng, Nói cách khác Tống Hoài Minh khẳng định vô cùng thưởng thức hắn. Trong lòng Tống Hoài Minh giá trị của Cung Kỳ Vĩ là hơn hẳn mình, nói một cách khác, mình trong cạnh tranh với Cung Kỳ Vĩ đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Cung Hoàn Sơn hiện tại thậm chí có chút hối hận, tưởng Hồng Cương bị đá ra khỏi cuộc có chút quá sớm, một con ác lang vừa đi thì một con mãnh hổ lại tới, mạng mình đúng là xui tới cực điểm. Hạng Thành nói, đồng chí Kỳ Vĩ trước khi đến Bắc Cảng là phó thị trưởng thường vụ Nam Tích, chủ trì công tác cảng nước sâu giành được thành tích khiến toàn tỉnh chú ý, năng lực và sự quyết đoán của anh cũng được mọi người công nhận. Cung kỳ vĩ khiêm tốn nói, bí thư hạng quá khen, thật ra tôi ở trong công tác cũng tồn tại rất nhiều thiếu sót, lần này đến Bắc Cảng là mang mục đích học tập các vị. Hạng thành cười nói, anh khiêm tốn rồi, sự phát triển của Nam Tích trong mấy năm nay là đứng đầu Bình Hải, là tấm gương mà các huynh đệ thành thị phải học tập, hy vọng anh lần này tới đây sẽ mang đến suy nghĩ mới, phương pháp quản lý mới, tạo ra một làn gió mới cho Bắc Cảng. Cung kỳ vĩ cười nói, những lời này của bí thư hạng khiến tôi cảm thấy áp lực, nhưng tôi tin rằng, áp lực càng lớn thì động lực càng lớn, tuy rằng năng lực cá nhân của tôi hữu hạn, nhưng tôi sẽ hóa áp lực thành động lực, dùng toàn bộ lòng nhiệt tình của tôi vào trong công tác tương lai của Bắc Cảng. Bí thư hạng hy vọng tôi sẽ mang đến một làn gió mới cho Bắc Cảng thì tôi có thể hứa rằng, trong lúc tôi công tác ở Bắc Cảng, tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của một đảng viên, sẽ thanh chính liêm minh đại công vô tư. Lời nói của cung kỳ vĩ đã dẫn tới một tràng tiếng vỗ tay. Cung Hoàn Sơn lạnh lùng nhìn biểu hiện của cung kỳ vĩ, thật ra mỗi quan viên khi mới thượng nhiệm đều sẽ nói như vậy, cung kỳ vĩ cũng chẳng có gì hay, nói hay đến mấy cũng chẳng bằng làm. Cung Hoàn Sơn mỉm cười nói, lời nói của đồng chí đồng chí tôi rất sồng ý, thật ra đám người chúng ta cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của đảng viên, thanh chính liêm minh, Đại công vô tư là tố chất cơ bản nhất mà một quan viên nên có, tôi hy vọng tất cả chúng ta cũng phải nói được thì làm được. Những lời này của cung Hoàn Sơn tràn ngập ý tứ nhằm vào cung kỳ vĩ. Hạng thành nghe thấy hắn nói như vậy thì không khỏi nhíu mày, lòng giả dạ của cung Hoàn Sơn là một vấn đề, bất kể cung kỳ vĩ tạo thành uy hiếp như thế nào đối với hắn thì hắn cũng phải hiểu đạo lý tiên lễ hậu binh. Cung kỳ vĩ cười cười để cho qua những lời của cung Hoàn Sơn, thị trưởng cung nói đúng, nói được không bằng làm được. Hạng Thành cười nói, nghe thấy các anh nói như vậy tôi cũng rất vui mừng, chính là có những cán bộ yêu cầu bản thân nghiêm khắc như các anh tôi mới yên tâm về hưu, Bắc Cảng trong tương lai thế nào thì phải trông vào các anh rồi. Lời nói của Hạng Thành rất mơ hồ, cũng rất dối trá. Sau khi hội nghị kết thúc, Cung Kỳ Vĩ đi theo Hạng Thành tới văn phòng của y, Hạng Thành mỉm cười mời Cung Kỳ Vĩ ngồi xuống sofa, bảo thư ký đi pha trà, nói, "Đồng chí Kỳ Vĩ, tôi nghĩ anh cuối tuần mới tới, không ngờ động tác của anh thần tốc như vậy." Cung kỳ vĩ cười nói, tôi sợ chậm trễ công tác. Hạng thành gật đầu nói, bác cảng gần đây gặp rất nhiều chuyện, đám người chúng tôi rất bận rộn, anh biết đấy, tưởng Hồng Cương đồng chí có một số vấn đề, hiện tại công tác mà hắn phân quản đều đặt ở trên người tôi, tôi thật sự là không có sức phân thân. Cung kỳ vĩ nói, bí thư hạng có công tác gì cứ phân phó cho tôi đi làm, tôi cũng muốn mau chóng đầu nhập vào trong công tác. Hạng thành nói, đồng chí tưởng Hồng Cương trước đây được phân quản xây dựng đảng, quản lý các đoàn, lịch sử đảng, trường đảng, còn kiêm quản công tác kinh tế mở cửa, liên hệ công tác đại biểu nhân giới và hội nghị hiệp thương chính trị. Anh vừa tới, đối với tình huống của Bắc Cảng vẫn chưa quen thuộc lắm, cho nên tôi không thể đặt tất cả trọng trách lên người anh được. Thế này đi, anh trước tiên phụ trách mặt trận thống nhất, lịch sử đảng, trường đảng, về phần phương diện kinh tế thì tôi muốn giao chuyện của khu bảo lưu thuế nhập khẩu cho anh phụ trách, dù sao anh ở Nam Tích cũng xuất thân từ làm khai phá, có kinh nghiệm rồi. Cung kỳ vĩ lập tức cảm nhận được sự già dơ và giảo hoạt của hạng thành, giao tất cả công tác có cũng được mà không có cũng không sao cho mình, nghe thì rất nhiều đấy, nhưng thứ thực sự có tính thực tế trong đó chỉ có khu bảo lưu thuế nhập khẩu, khu bảo lưu thuế nhập khẩu lại là của Tân Hải, hạng thành bảo mình làm, khẳng định là không có hảo ý. Cung kỳ vĩ cười nói, bí thư hạng, nhiều như vậy tôi cũng không làm được, công tác của khu bảo lưu thuế nhập khẩu hay là giao cho cán bộ trẻ tuổi của Tân Hải làm đi, tôi vừa mới bắt đầu công tác vẫn lấy làm quan là chính thôi. Hạng thành vừa nghe vậy thì biết cung kỳ vĩ đã nhìn thấu mục đích của mình, y cười nói, anh trẻ trung khỏe mạnh, gánh vác nhiều công tác một chút thì cũng có sao. Về sau tôi sẽ dần dần giao thêm trọng trách cho anh, tôi già rồi, tinh lực không bằng trước, công tác lãnh đạo của Bắc Cảng về sau hoàn toàn dựa vào các anh. Những lời này của hạng thành là nghĩ một đằng nói một nẻo. Cung kỳ vĩ mỉm cười nói, mỗi người đều có ngày phải già đi, nhưng chỉ cần chúng ta còn ở trên cương vị công tác một ngày thì phải toàn tâm toàn ý công tác vì đảng và cho nhân dân, điểm này chính điều mà tôi phải học tập bí thư hạng. Những lời này tuy rằng khiến hạng thành rất không thoải mái, nhưng y lại không tìm thấy chỗ nào để phản bác, cung kỳ vĩ này quả nhiên là không đơn giản. Hạng thành mỉm cười nói, đồng chí kỳ vĩ, anh trước tiên làm quen một chút với hoàn cảnh công tác đi, tối nay tôi sẽ sai người tổ chức một yến hội hoan nghênh ở chính phủ nhất chiêu, thuận tiện giới thiệu các ủy viên thị ủy cho anh biết. Cung kỳ vĩ cười nói, được. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 205.